Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 251, Mỹ Nhân Kế Cuối năm trôi qua nhanh chóng, mặc dù là đầu xuân nhưng tuyết vẫn chưa dừng, sau một đêm tuyết rơi, sân viện phủ đầy một lớp tuyết trắng. Khi Hòa yến tỉnh dậy, tiêu giáp đã không còn ở đó, Thật kỳ lạ, trước đây nàng không phải là người hay dậy muộn, khi ở Lương Châu Vệ, trong căn phòng toàn nam nhân, chỉ có nàng là tỉnh dậy trước bình minh. Không biết có phải giường của tiêu giác đặc biệt mềm mại và ấm áp không, mà nàng ngủ rất sâu, sáng nào cũng muốn dậy trễ một chút. Hoặc có thể tiêu giác dậy qua sớm, nên khi nàng tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Hỏa Yến rụi mắt ngồi dậy, vén chăn xuống giường, đơn giản rửa mặt xong, khoác áo ngoài rồi mở cửa ngay khi vừa mở cửa nàng nhìn thấy một ánh sáng lạnh lẽo tiêu giác đang luyện kiếm trong sân người này hiểu rõ nguyên tắc ba ngày không luyện sẽ lụt nghề dù không còn ở lương châu vệ nhưng vẫn không bỏ qua việc luyện tập hàng ngày hỏa yến đứng tựa vào cột quan sát tiêu giác cũng tiện nhìn xem những năm qua kiếm thuật của hắn đã tiến bộ thế nào buổi sáng lạnh giá tiêu giác chỉ mặc một bộ y phục màu xương khi mặc y phục màu đậm hắn trông trầm tĩnh và kín đáo nhưng khi mặc y phục màu sáng, hắn lại rực rỡ và phong lưu, khiến người ta nhớ tới vị Mỹ thiếu niên từng đứng đầu hiền xương quán năm đó. Sân nhà tiêu gia rất lớn, ngoài cây thạch lựu bên cửa sổ thư phòng tiêu giác, không còn cây cỏ nào khác, mặt đất trống trải rất thích hợp để luyện kiếm. Một đường kiếm quét qua, tuyết trong sân bị kiếm khí cuốn bay tán loạn, thân kiếm ẩm thu trong suốt, tôn lên dáng người như trong bức họa, ánh sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Hỏa Yến nhìn một lúc, cảm thấy ngứa tay, liền bước vào phòng lấy cây kiếm thanh lang treo trên tường xuống từ khi kiếm thanh lang được hòa như phi trả lại nàng đã lau chùi nhiều lần nhưng chưa từng sử dụng vì thật sự không có dịp sóc kinh không như chiến trường không thể tùy tiện rút kiếm giao đấu nhưng hôm nay là dịp tốt tiêu giác cũng đang luyện kiếm sao không thử xem sự khác biệt giữa người đứng đầu hiền sương quán và người đứng cuối có còn lớn như trước không hỏa yến cởi áo choàng mang theo thanh lang cười khẽ một tiếng rồi bước ra ngoài Tiêu Giác đang quay lưng về phía nàng, nàng bất ngờ rút kiếm và đâm về phía hắn, miệng hét lên. "Tiêu Giác, ta muốn thử kiếm với ngươi." Nam tử trẻ tuổi bất ngờ quay đầu, dùng kiếm ẩm thu đỡ lấy thanh lang, phát ra một tiếng thanh thúy, ngay sau đó cả hai người lùi lại mấy bước. Tiêu Giác nhìn nàng, nhướng mày. "Đấu kiếm, không dám sao?" Hỏa Yến khẽ nhón chân, cười lớn và vung kiếm tiến về phía hắn. "Xin mời." Giọng hắn cũng mang một chút ấm áp nghe thật êm tai giữa buổi sáng tuyết rơi. Thanh Mai cầm cái chổi, vừa bước ra đã thấy hai người đang luyện kiếm trong sân, liền nhìn ngây người. Mặc dù nàng biết hỏa yến lợi hại, nhưng chỉ nghe người khác kể, chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ nhìn thấy chiêu thức kiếm thuật của hỏa yến, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ lại lo lắng, lầm bầm nói. Thiếu gia cần phải nhẹ tay, thiếu phu nhân của chúng ta thân thể yếu đuối. Phi Nô vừa bước vào từ bên ngoài, nghe vậy, không khỏi liếc nhìn hỏa yến. Hỏa Yến nghiêng đầu tránh kiếm ẩm thu của tiêu giác, dùng một cú đá lên cây thạch lựu trong sân để mượn lực phi thân trở lại. Cú đá tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả thân cây rung động, tuyết rơi xuống phủ đầy mặt đất. Hắn thu hồi ánh mắt, thật không thể hiểu nổi bốn chữ. Thân thể yếu đuối. Xuất phát từ đâu? Hỏa Yến quay đầu nhìn tiêu giác, đấu kiếm với tiêu giác là một việc vô cùng thoải mái. Kiếm pháp của tiêu giác đã rất tốt từ năm đó, bây giờ qua nhiều năm càng ngày càng tinh xảo chiêu thức của hắn và hỏa yến có phần giống nhau vì kiếm pháp của nàng vốn do tiêu giác chỉ dạy đến giờ vẫn còn phảng phất bóng dáng ban đầu trước đây dưới ánh trăng trong rừng trúc nàng thường bị vỏ kiếm đánh vào đầu nhưng giờ đây trường kiếm trong tay nàng như rồng bay phượng múa linh hoạt vô cùng hai người giao đấu nhất thời khó phân thắng bại phi nô thị vệ thanh mai nhìn không rõ hỏi người bên cạnh thiếu gia có nhường cho thiếu phu nhân không không cần nhường đâu Phi Nô hơi kinh ngạc. Kiếm pháp của thiếu phu nhân rất tốt. Kiếm pháp của Hỏa Yến tinh diệu, góc độ kỳ quái, Liễu Bất Phong từng gặp nàng đều ngạc nhiên về sự biến hóa đa dạng, không câu nệ hình thức. Thành lang trong tay nàng như mây xanh lượn lờ, khiến người ta hoa mắt. Kiếm pháp của Tiêu Giác lại càng ổn định, kiếm khí hùng hậu, gặp mạnh là mạnh, dù bị Hỏa Yến bao vây nhưng vẫn phá được từng chiêu. Ẩm thu ánh lên màu lạnh, phản chiếu trên tuyết như gương như băng. Sau khi giao đấu thêm mười mấy chiêu, Hỏa Yến đột nhiên lùi lại, cúi đầu che ngực và hô lên một tiếng. Tiêu Giác thấy vậy, dừng động tác, lập tức thu kiếm lại, tiến lên đỡ nàng và hỏi: "Sao vậy?" Hỏa Yến nửa dựa vào hắn, đột nhiên ngẩng đầu cười giả dối, Tiêu Giác khẽ giật mình, ngay sau đó, nàng vỗ một trường, Tiêu Giác đưa tay cản, nhưng vẫn bị nàng đẩy lùi mấy bước. Dùng nghĩ nhân kế để phân tán tinh thần đối thủ, khi đối phương bị lạc hướng, ta có thể chuyển bại thành thắng. Cô gái tay cầm trường kiếm, đắc y nói. Tiêu đô đốc, ngươi không được rồi, mỹ nhân kế cũng không nhìn thấu. Mỹ nhân kế. Hắn chậm rãi hỏi lại, một lát sau khẽ cười, rồi cầm kiếm phản công. Hỏa Yến rút kiếm đỡ đòn, hai người lại tiếp tục giao đấu hơn 10 chiêu nữa. Tiêu giác dùng một tay giữ chặt cánh tay Hỏa Yến, từ phía sau chế ngự nàng, còn có thời gian chế nhạo bên tai nàng. Mỹ nhân kế, ngươi thật tự tin sĩ khả sát bất khả nhục. Hỏa Yến đột nhiên phản ứng, rút tay ra, ép kiếm về phía trước, rồi quay người đâm kiếm tới. Ánh mắt thanh niên khẽ động, đột nhiên thu kiếm, đứng yên đón mũi kiếm đối phương. Hắn thu kiếm quá vội, Hỏa Yến kiếm trong tay mạnh mẽ, thấy mũi kiếm sắp xuyên thấu ngực hắn, Hỏa Yến hoảng hốt, dùng sức rút kiếm về. Nhưng kiếm khi hướng về phía trước, nàng bị kéo theo, không thể tránh được, cứ thế nhào vào ngực tiêu giác tiêu giác bị ép phải ôm nàng vào lòng. Ngươi làm gì vậy? Hỏa Yến giận dữ nói. Tiêu giác không vội trả lời. Người không tự hại, thụ hại tất thực. Hắn cúi đầu nhìn Hỏa Yến, khóe môi nhếch lên. Hòa tướng quân, ngươi không được rồi, khổ nhục kế cũng không nhìn thấu. Khổ nhục kế. Hỏa Yến tức giận nói. Ngươi, một đô đốc hữu quân, dùng khổ nhục kế, cảm thấy thích hợp sao? Chiến tranh không ngại dối trá. Hắn bình thản đáp, Hỏa Yến thở dài quá hèn hạ. Nam nhân trước mặt nhìn xuống nàng, đôi mắt đen ẩn chứa nét cười, Hỏa Yến nhìn khẽ giật mình, thấy hắn chậm rãi cúi người tới, nàng lập tức khẩn trương nhắm mắt lại. Sau một khắc, từ lồng ngực hắn chuyển đến chấn động nhẹ, nàng mở mắt ra, thấy tiêu giác đang nín cười nhìn nàng, dừng lại cách nàng một chút, nhướng mày nói. Mỹ nhân kế. Hỏa Yến lập tức cảm thấy xấu hổ như bị mắng thấy sắc liền mở mắt, không nói một lời quay đầu bước đi. Tiêu giác kéo nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên chán nàng. Hòa tướng quân thật lợi hại, ta nhận thua. Thanh mai, nàng đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, lấy tay che mắt, khẽ nói. Sao tự nhiên lại? Xích ô không biết từ lúc nào đã tới, cũng không biết đã nhìn bao lâu, nhíu mày nói. Đây không phải là đấu kiếm, rõ ràng là tán tỉnh, thiếu gia thực sự. Sao có thể đối xử với ẩm thu như vậy? Thanh Mai nghe vậy, như mới nhìn thấy xích ô liền nhớ tới lúc trước khi Hỏa Yến nói chuyện với nàng trong dịp sao thừa tại hòa ra. Ngay lập tức, nàng không nói một lời, ôm cái chổi đi ra, không thèm nhìn Xích Ô lấy một chút. Xích Ô không hiểu, hỏi Phi Nô. Ta có trêu chọc nàng đâu, sao nàng lại thế này? Phi Nô, hắn vỗ vai Xích Ô, không nói gì, rồi cũng rời đi theo. Sáng hôm đó, Phủ Thái tử đón một vị khách, khi sở chiêu được nghinh vào điện, ứng hương đang quỳ trên mặt đất pha trà cho nghiễm duyên. Nhiễm duyên thấy sở chiêu, chỉ liếc mắt nhìn hắn và hỏi. Ngươi tới làm gì? Với sở chiêu, nhiễm duyên không ghét cũng không thích. Khi từ kính phủ còn sống thì tốt, nhưng sau khi từ kính phủ chết, chút không thích trước kia đều bùng phát. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiễm duyên chỉ không thích xuất thân hèn mọn đê tiện và vẻ ngoài quá mức tuấn mỹ của hắn. Vì điện hạ mà lo liệu. Nhiễm duyên cười nói. Lo liệu. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn sở chiêu ngươi bây giờ đi giết tên ngu xuẩn nhiễm sóc, coi như vì ta mà lo liệu. Gần đây nhiễm sóc hầu như luôn ở trong cung, thị vệ chưa từng rời thân, lời nhiễm duyên nói chỉ là nói nhảm. Điện hạ sốt ruột, sở chiêu không giận, hỏi nhẹ nhàng. Sở tử lan, thái tử không kiên nhẫn vung tay áo. Từ kính phủ chết rồi, bây giờ lại có học trò khác đến dạy ngươi phải làm gì sao? Sở chiêu nói, thần chỉ mong điện hạ mọi sự an lành, vậy thì đừng nói nhảm thái tử dường như đã sớm đoán được hắn muốn nói gì, mắt nhìn hắn nghiêm trọng. Đừng quên thân phận của ngươi, sợ tử lan, nếu ta thật sự gặp chuyện, ngươi cũng không thoát được, đừng nghĩ đến việc toàn thân rút lui. Ngươi bây giờ phải làm là hỗ trợ ta đạt thành công, không phải kéo chân ta sau lưng. Còn những lời thuyết giáo kia, hãy cất lại cho ta, nếu không, số phận của từ kính phủ hôm nay, sẽ là của ngươi ngày mai. Ứng hương lặng lặng đứng một bên, dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay nàng hơi trắng bệch. Ngươi trở về đi. Nhiễm duyên không kiên nhẫn đứng dậy. Đừng lắc lư trước mặt ta, nhìn mà phiền. Sau một lát im lặng, sở chiêu vẫn giữ thần sắc bình thản, mỉm cười đứng dậy hành lễ. Vậy, thần xin cáo từ. Chờ đã. Nhiễm duyên đột nhiên gọi lại, liếc nhìn ứng hương, ý vị sâu xa nói. Ứng hương, ngươi đi tiến sở tứ công tử. Ứng hương thân thể cứng đờ, dịu dàng đáp. Vâng. Nàng bước đến trước mặt sở chiêu, khẽ nói, "Đi thôi, tứ công tử." Hai người cùng nhau rời khỏi điện. Hôm nay mặc dù có mặt trời, nhưng vẫn rất lạnh. Chân đạp trên mặt đất để lại dấu chân mỏng. "Mấy ngày nay, người của Mã Ninh Bố có tới không?" Sở Chiêu nhẹ giọng hỏi. "Đúng," Ứng Hương trả lời. "Đêm qua thái tử từ trong cung trở về, những người đó lại đến một lần." Hai người một trước một sau, giữ khoảng cách vừa phải một bước, từ bên nhìn qua giống như duy trì khách khí, không phải rất quen thuộc có vẻ như thái tử đã có chủ ý. Sở chiêu thở dài, ứng hương nhìn về phía trước. Tứ công tử định xử lý thế nào? Sở chiêu nói. Hết sức cố gắng, nô tỳ nghe nói, trước đó tứ công tử đã từng gặp hòa cô nương ban đêm. Ứng hương bỗng nhiên đổi chủ đề. Phải biết, bây giờ hòa cô nương là người trong lòng tiêu đô đốc, nếu tứ công tử dùng hòa cô nương làm mồi, chỉ ít có thể giải quyết khẩn cấp trước mắt, cũng có vốn để giao dịch với tiêu đô đốc. Tứ công tử tại sao lại từ bỏ? không cần thiết. Ứng hương dừng bước, sở chiêu thấy nàng như vậy, quay đầu nhìn nàng. Tứ công tử từng nói với nô tỳ, hòa cô nương sẽ trở thành mối uy hiếp của tiêu đô đốc. Trước mắt là một nữ tử xinh đẹp, đôi mắt như chứa băng, yếu ớt nhưng lạnh lùng. Giọng nàng vẫn dịu dàng, nhưng lời nói sắc bén như kiếm. Nhưng bây giờ, công tử sai rồi, nàng không phải mối uy hiếp của tiêu đô đốc, mà là mối uy hiếp của công tử. Sở chiêu lặng lẽ nhìn nàng, một lát sau, hắn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng hỏi. Ứng hương, người ở phủ thái tử sống có tốt không? Ứng hương sững sờ, nét lạnh lùng trong mắt lập tức tan biến, thần sắc trở nên mơ hồ, một lát sau, nàng cúi đầu nói. Nô tỳ sống rất tốt. Sở chiêu cười. Người sống tốt là được rồi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, ứng hương dừng lại một chút rồi cũng đi theo. Xe ngựa đứng sẵn ở cửa phủ thái tử, sở chiêu quay đầu nhìn nàng. Trở về đi, đi ra quá lâu, chỉ sợ Điện Hạ sẽ không hài lòng. Ứng hương nhếch mép cười với hắn, nhưng trong nụ cười vui vẻ ấy lại không khỏi mang thêm vài phần bi ai. Sở chiêu bước lên xe ngựa, xe ngựa chờ hắn dần dần đi xa. Ứng hương không lập tức trở về, chỉ đứng ở cửa, nhìn theo hướng xe ngựa dần đi xa, đến khi không thấy gì nữa mới chậm rãi quay lại, từng bước một đi vào trong. Trong điện không còn ai, tiểu tỳ hầu hạ nói với nàng. Ứng hương cô nương, điện hạ bảo ngài đến tầm điện nàng khẽ run lên, bờ môi hơi trắng bệch, ngừng lại một lúc rồi nhấc váy đi về hướng tầm điện. Vừa đến tầm điện, chỉ thấy thái tử Nhiễm Duyên đang tựa trên giường mềm, thấy ứng hương bước vào, Nhiễm Duyên cười nói. Sao đi lâu vậy? Ứng hương không thay đổi sắc mặt, tiến đến với khuôn mặt tươi cười. Lâu sao? Chỉ nửa nén hương thôi, điện hạ không thể bắt nô tỳ mắc bệnh. Nàng nửa quỳ trước mặt Nhiễm Duyên, rúc vào đầu gối hắn. Nhiễm Duyên trước đây rất yêu thích vẻ đáng thương khả ái này của nàng. Nhưng hôm nay, tay hắn mơn trớn tóc nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm người ta sợ hãi, như sự bình tĩnh trước cơn bão. Nửa nén hương thời gian, làm một số việc cũng đủ rồi. Như báo cáo tất cả công việc lớn nhỏ trong phủ thái tử này cho sở tử lan. Điện hạ. Ứng hương ngạc nhiên mở to mắt. Đây là ý gì? Đôi tay ôn nhu vỗ về tóc nàng chợt nắm chặt, gìm chặt ít hầu nàng. Cái cổ mảnh mai trắng nõn của ứng hương, nhìn cũng khiến người ta sinh lòng chiều mến, bây giờ trong tay này, như sắp bị phá tan, bất lực mà thê thảm. Sở tử Lan hôm nay tới cửa không biết có chuyện gì, hắn không phải run đũa trong bụng ta, sao biết ta nghĩ gì. Ta hôm qua vào cung, hôm nay hắn liền vội tới, ứng hương à ứng hương. Nhiễm duyên nhìn chằm chằm nàng, hung ác nói. Là ta đã coi thường ngươi. Sở chiêu đến quá mức trùng hợp, có lẽ vì hắn quá nóng vội muốn ngăn cản ta, ngược lại bị bại lộ nhiễm duyên vốn là người đa nghi lúc trước không nghi ngờ ứng hương là vì bề ngoài nàng thật sự rất có tính lừa gạt nàng trông không khác gì những nữ nhân khác trong phủ liều mạng tranh thủ tình cảm lại thêm nàng do sở chiêu đưa tới không có ai phía sau nên phục vụ tận tâm hàng ngày bình tĩnh mà xem nhiễm duyên sủng ái ứng hương không phải không có lý do dùng mạo ứng hương nếu đưa vào cung cũng không có nhiều người sánh bằng nhưng khi biết nàng trong phủ thái tử lại truyền tin tức cho sở tử lan, sự sủng ái ấy trở thành phẫn nộ và nhục nhã vì bị phản bội. Tiện nhân! Hắn bỗng nhiên buông tay, tát mạnh, khiến nữ tử trước mắt ngã nhào trên đất, một lúc lâu không đứng dậy được. Ta đã nói, người đẹp như vậy, ta đòi ngươi, hắn cũng bỏ được mà đưa. Nhiều năm qua, hắn không động vào ngươi. Nhiễm duyên cười hạ lưu. Sở tử lan thật tính toán không nhỏ, nuôi ngươi như công cụ, chờ thời gian đến, liền đưa ngươi ra ngoài bán đền đáp. Nhưng ứng hương à. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ứng hương, kéo tóc nàng khiến nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ta đối đãi ngươi không tốt sao? Đã vào phủ ta, sao còn nghĩ thay hắn làm việc? Ngươi có phải quên rồi không? Chủ tử của ngươi bây giờ là ta, không phải sợ tử lan. Ứng hương ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nàng bị tát đánh dấu đỏ sâu, khóe miệng chảy máu, trên cổ có một đường xanh ngấn. Nhưng thần sắc không hề phẫn nộ hay sợ hãi, vẫn dịu dàng và thâm tình nhìn Nhiễm Duyên, khẽ nói. Nô tỳ là người của Điện Hạ. Thật khó tưởng tượng, một người xinh đẹp và quyến rũ như vậy lại không có sự kiêu ngạo hay cá tính nổi loạn, ngược lại giống như thỏ trắng bất lực, luôn dịu dàng đáng yêu, ngoan ngoãn dễ bảo. Nhiễm Duyên nhẹ buông tay, nàng ngã xuống một lần nữa, lại bị một cú đá vào lòng. Đến lúc này, ngươi còn giả vờ trước mặt ta, ngươi trung thành tuyệt đối và tình thâm nghĩa trọng với sở tử lan. Nhưng hắn đối với ngươi, dường như không bằng ngươi đối với hắn. Nhiễm duyên đứng lên, giọng âm trầm. Ngươi nói xem, nếu ta giết ngươi, hắn có báo thù cho ngươi không? Nô tỳ là người của Điện Hạ, chết cũng là quỷ của Điện Hạ, không liên quan gì đến sở tứ công tử. Ứng hương dịu dàng trả lời. Nói hay lắm. Thái tử vỗ tay vui mừng. Nói giỏi như vậy, không trách ta sủng ngươi lâu đến thế. Nhưng, tiện nhân, ngươi phải biết. Mắt hắn lóe lên một tia âm u ta đời này hận nhất là bất chung, Ngươi muốn cùng sở tử lan làm đôi gian phu, ta không ngăn cản, nhưng làm gì cũng phải trả giá. Hắn quay đầu nhìn ứng hương, ứng hương ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tàn nhẫn âm u của hắn, không khỏi dùng mình. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống yên. Hắn nói, chương 252, Phụ Tử. Sau lập xuân, sau kinh không còn tuyết rơi, thay vào đó là những cơn mưa phùn không ngừng, dài dẳng và dày đặc như không có điểm dừng. Trong Hoàng Cung, dù là đầu năm mới nhưng không khí không hề vui vẻ, văn tuyên đế vừa hồi phục thì bệnh lại tái phát nặng hơn, khiến cho thần sắc của công nhân trở nên u ám, làm cho cơn mưa xuân càng thêm phần u buồn. Cửa tầm điện mở ra, tứ hoàng tử nhiễm sóc bước ra từ bên trong. Những ngày này, hắn thường xuyên đến thăm văn tuyên đế. Văn tuyên đế vốn dĩ rất yêu thương đứa con trai này, nên nội thị không lấy làm lạ dù không dám bàn luận công khai, nhưng trong lòng mọi người đều âm thầm suy nghĩ, dù hiện tại thái tử là nghiễm duyên, nhưng không biết tương lai ngai vàng sẽ thuộc về ai. Bên trong tầm điện, văn tuyên đế nằm trên giường, ánh mắt dõi theo bức màn long bào màu vàng sáng, trầm tư. Gần đây, hắn bảo Lan Quý Phi không cần phải ngày nào cũng đến đây, không phải vì không muốn gặp nàng, mà chỉ sợ người ngoài thấy rồi truyền ra những lời đồn không hay. Lòng người khó dò, trước kia không ngại, nhưng giờ đây, đến cả việc lên chiều hắn cũng gặp khó khăn sợ rằng không thể bảo vệ mẹ con lan quý phi như trước nghĩ đến nhiễm sóc văn tuyên đế lại thở dài một tiếng nhiễm sóc rất tốt tài đức vẹn toàn lại hiếu thảo nếu thêm chút quyết đoán và lạnh lùng chắc chắn sẽ trở thành một minh quân của đại ngụy nhưng chính vì sự nhân từ và mềm lòng đó mà văn tuyên đế mới có cái nhìn khác về hắn bởi nhiễm sóc như vậy mới thật sự giống con trai của mình đáng tiếc thay dù có như vậy Văn tuyên đế cũng không thể đổi người kế vị vào thời khắc cuối cùng và giao hoàng vị cho nhiễm sóc. Nếu làm vậy, triều đình chắc chắn sẽ đại loạn, với tính cách của nhiễm duyên, e rằng sẽ ngay lập tức dẫn đến cảnh anh em hoàng thất tranh giành, máu chảy đầy điện. Nếu còn ở tuổi tráng niên, hắn có thể đè bẹp tất cả. Nhưng giờ hắn đã già, chỉ còn vài năm nữa, các triều thần ủng hộ nhiễm sóc sẽ vẫn theo nhiễm sóc, còn theo nhiễm duyên sẽ vẫn theo nhiễm duyên. Mỗi người đều có ý đồ riêng, hắn không thể quản lý hết được, cũng không thể kiểm soát nổi. Nhưng mà, cuối cùng vẫn cần có một kết cục. Bên ngoài cửa phát ra âm thanh nhỏ, văn tuyên đế khẽ giật mình, nghĩ rằng đó là công nhân, ngay sau đó, giọng nói của nhiễm duyên vang lên. Phụ hoàng, người đã ngủ chưa? Người đến chính là nhiễm duyên, trong tay hắn cầm một chiếc giỏ gỗ lim, thấy văn tuyên đế nằm trên giường muốn đứng dậy, liền vội vàng tiến lên, đỡ văn tuyên đế ngồi dậy, dựa vào đầu giường rồi lại gọi một tiếng phụ hoàng sao ngươi lại đến đây văn tuyên đế hỏi vừa nói liền nhận ra cổ họng mình khàn khàn một cách lạ lùng nghe nói phụ hoàng bị bệnh nhi thần rất lo lắng nhiễm duyên có vẻ hơi căng thẳng suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn cả gan vào cung để thăm phụ hoàng phụ hoàng có khỏe không ạ à? nhiễm duyên từ trước đến nay luôn ương ngạnh và phách lối đây là lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng và bất lực như vậy Văn tuyên đế nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài. Từ khi xảy ra chuyện với từ kính phủ, nhiễm duyên ít khi vào cung. Văn tuyên đế đương nhiên biết rõ, nhiễm duyên thân thiết với từ kính phủ là để tránh bị liên lụy, cố tình giữ khoảng cách. Văn tuyên đế trong lòng tức giận với nhiễm duyên, cũng bởi vì mối quan hệ với từ kính phủ mà cảm thấy ghét bỏ hắn. Nhưng, dù sao nhiễm duyên cũng là con của hắn, mà hắn cũng không có nhiều con. Vì vậy, đây chính là lý do tại sao nghiễm duyên đến giờ vẫn bình yên vô sự. Bởi vì người của đại lý tự theo lệnh của văn tuyên đế, tất cả những vụ án liên quan đến từ kính phủ đều tránh liên đụng đến thái tử nghiễm duyên. Thấy văn tuyên đế nhìn chằm chằm vào mình, không biết đang nghĩ gì, Nhiễm duyên có chút bất an, vô thức bóc chiếc giỏ gỗ lim, lấy ra một chén canh. Phụ hoàng, đây là canh sâm nhi thần đã nhờ ngự thiện phòng nấu cho người. Nghiễm duyên lo lắng nói. Phụ hoàng uống một chút đi ạ. À. Văn tuyên đế nhìn hắn, chẳng hiểu sao, lại nhớ đến khi nhiễm duyên còn nhỏ, lúc ấy nhiễm sóc chưa ra đời, hắn chỉ có một mình nhiễm duyên, đã từng thật lòng yêu thương và bảo vệ. Khi đó nghiễm duyên mới 4 tuổi, chưa phải là một người bạo ngược và vô tình như bây giờ, chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn, ngây thơ. Trương Hoàng hậu cho nhiễm duyên một bát chè, nhưng nhiễm duyên không nỡ ăn, ôm bát từ cung không ninh chạy đến ngự thư phòng, nhũ mẫu phía sau vội vã chạy theo cầu xin tha thứ. Văn tuyên đế ôm nghiễm duyên lên đầu gối, cười hỏi. Ngươi mang chén này đến chấm làm gì? Phụ hoàng. Đứa trẻ nói không rõ ràng, có chút lúng túng, nâng bát lên miệng văn tuyên đế. Cái này ngon lắm, phụ hoàng uống một chút đi. Văn tuyên đế nghe vậy, cười lớn. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ đến chấm như vậy, không uổng công chấm thương ngươi. Cảm giác của chén chè ngọt đó như thế nào? Văn tuyên đế đã quên, tiếng cười dường như vẫn còn vang vọng từ hôm qua, nhưng chỉ trong chớp mắt. Nghiễm Duyên đã lớn như vậy, không còn giống đứa bé nũng nịu mang bát chè đến cho hắn nữa. Hắn cũng tự hỏi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là sai ở đâu mà dẫn đến cục diện hôm nay? Văn tuyên đế bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, hỏi. Nghiễm Duyên, về chuyện của từ kính phủ, người có gì muốn nói không? Chỉ với một bát canh sâm này, hắn vẫn mềm lòng, vẫn muốn cho Nghiễm Duyên một cơ hội. Nghiễm Duyên trong lòng giật mình, không biết tại sao Văn Tuyên Đế lại hỏi như vậy, chỉ nói. Không ngờ từ kính phụ thân làm thừa tướng mà lại thông đồng với địch phản quốc. Nhiều năm qua, phụ hoàng rất tin tưởng hắn, nhưng hắn lại có lòng mưu phản, tội này đáng chết. Văn tuyên đế thấy ánh mắt của hắn né tránh, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, thở dài, lắc đầu nói. Chấm đã không đọc sách lâu, thư ngôn nhân chủ trị thần, như liệp sư trị ưng, lấy hắn ủng hộ hay phản đối, chế tại cơ no bụng. Không thể để lớn lên no bụng, cũng không thể dùng lớn lên cơ, cơ là lực không đủ, no bụng là kín bay. Trong chiều như từ kính phủ, một lão thần giống như chắc bụng chi ưng, vô liêm sỉ, ngồi không ăn bám, lại an tại phú quý, chấm thường mà không thích, phạt cũng không sợ, không thể để đại ngụy không đối địch. Nhiễm duyên không quan tâm nghe, ánh mắt nhìn chén canh sâm, ngoài miệng nói. Nhi thần cần tuân phụ hoàng dạy bảo, từ kính phủ thật sự đáng giận, nhi thần cũng bị hắn lừa gạt, đều do lỗi của nhi thần, nếu sớm phát hiện ý đồ xấu của từ kính phủ, cũng sẽ không để cho những người ô thác đó đạt được mục đích. văn tuyên đế nhìn hắn thật sâu. nhiễm duyên tự trách mình không bằng tự mình làm. đôi mắt của đế vương vốn có chút đục ngầu đến giờ phút này lại sáng lên như thể có thể xuyên thấu qua trước mắt mà thấy rõ linh hồn người. nhiễm duyên cúi đầu mạnh mẽ bưng chén canh sâm lên đưa đến trước mặt văn tuyên đế cười nói. phụ hoàng nói nhiều như vậy nhất định là mệt mỏi canh sâm nếu không uống sẽ lạnh hay là trước uống xong canh sâm rồi nói tiếp. Văn tuyên đế thấy thần sắc của hắn tha thiết, không còn khinh cuồng như trước, còn nghĩ rằng chuyện của từ kính phủ cuối cùng cũng khiến cho nhiễm duyên có chút tiến bộ, liền gật đầu. Nhiễm duyên ngồi bên cạnh văn tuyên đế, bưng bát lên, dùng thìa bạc múc một chút, đưa đến miệng văn tuyên đế. Văn tuyên đế khẽ giật mình. Không thử canh sao, thử canh. Nhiễm duyên nhìn hắn. Có lẽ người lâu rồi không phục thị chấm dùng canh, nên quên quy tắc thử canh văn tuyên đế nói vậy nhưng giọng điệu vẫn tha thứ lão tư ngày nào đến đưa canh cũng đều phải thử trước mặt nhiễm duyên thoáng chốt bối rối đã lâu hắn không phục thị văn tuyên đế không ngờ văn tuyên đế bệnh tình nặng như vậy mà vẫn nhớ rõ quy tắc thử độc không ngờ ngay cả nhiễm sóc đưa thức ăn tới cũng không được văn tuyên đế hoàn toàn tin tưởng nhưng chén canh sâm này ngón tay hắn khẽ run lúc đầu văn tuyên đế cũng chỉ đùa dù quy tắc trong cung nhiều nhưng không phải lúc nào cũng tuân thủ hắn vốn định nói thôi nhưng khi nhìn lên thấy nhiễm duyên mặt mày tái nhợt cầm chén canh với ngón tay trắng bệch vì dùng sức đôi khi con người có trực giác chén canh sâm kia nấu nóng hồi để một lát ấm vừa đủ có thể người thấy mùi thơm nhè nhẹ nhưng người trước mặt vẻ mặt lại quá mức căng thẳng ánh mắt đế vương lập tức trở nên sâu ô hắn chậm rãi mở miệng giọng điệu bỗng nhiên khó lường Nhiễm duyên, người uống trước một ngụm. Phụ hoàng, ở đây không có thìa bạc khác. Không sao, chấm sẽ cho người lấy sau, bây giờ, người thử canh trước. Trong tình huống như vậy, nhiễm duyên không thể tránh được, đành phải bưng chén canh, dùng thìa bạc múc một muỗng, chậm rãi đưa tới miệng, nhưng chậm chạp không chịu uống. Văn tuyên đế nhìn một chút, lòng liền trùng xuống, dù biết nhiễm sóc bạo ngược vô đảo, nhưng hắn chưa bao giờ dám làm gì mình. Nhiễm duyên là con ruột, dù có lỗi lầm gì văn tuyên đế cũng nhắm mắt bỏ qua ngay cả khi từ kính phủ xảy ra chuyện văn tuyên đế vẫn muốn bảo vệ hắn thậm chí vừa rồi trước khi đưa chén canh này văn tuyên đế vẫn nghĩ cho nhiễm duyên một cơ hội không đến phút cuối cùng không thể tùy tiện đổi người kế vị nhưng hắn không ngờ tới nhiễm duyên lại làm ra chuyện giết cha đoạt vị sao ngươi không uống hắn trầm giọng hỏi nhìn đứa con ruột của mình nhiễm duyên cắn răng muốn cúi đầu uống canh sâm nhưng đến phút cuối cùng, như chạm phải bàn ủi nóng, mạnh mẽ hất chén canh ra, lập tức đứng dậy. Chén canh rớt xuống nệm nhung trước sập, lặng lẽ vang tung tóe. Nhiễm duyên bỗng nhiên tỉnh lại, nhận ra hành động vừa rồi của mình ngu xuẩn đến mức nào, hắn run rẩy nhìn về phía phụ thân trên giường. Văn tuyên đế nhìn hắn, ánh mắt đầy thất vọng, đau lòng, và có chút lạnh lùng chưa từng có. Chấm không ngờ. Đế vương từng chữ thốt lên. Người hôm nay đến đây là để đoạt mạng chấm không ta không có nhiễm duyên vô thức phủ nhận ta không làm như vậy chấm chỉ cần tìm thái y đến nghiệm nhìn lập tức liền biết là không phải văn tuyên đế thần sắc lạnh lùng đứng dậy muốn xuống sập hô người tới phụ hoàng nhiễm duyên lao tới che miệng ông lo lắng nói nhi thần không có văn tuyên đế những ngày qua đã không khỏe bị nhiễm duyên lao vào khiến ông ngã ngửa ra giường nhiễm duyên nhanh chóng ngồi lên người ông vừa nhìn thấy cái gối bông trên giường, không nghĩ ngợi liền nhấc lên, chặt chẽ che miệng và mũi văn tuyên đế, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể để văn tuyên đế nói ra. Người dưới thân đang cố dãy rụa, nhưng thân thể giả yếu của ông không thể so với sức mạnh của một người trung niên. Càng dãy rụa, nhiễm duyên càng giữ tận hơn, anh gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người văn tuyên đế, chặt chẽ ấn cái gối bông như ấn một con cá sắp chết, miệng ngắn gọn nói. Đừng hô, bảo ngươi đừng hô như con cá bị ném từ đầm nước vào sa mạc, liều mạng vùng vẫy hy vọng tìm chút sự sống, vài ca bị đánh tung tóe, đến khi bị mặt trời thiêu đốt khô khốc, hoàn toàn mất đi sự sống. Không biết bao lâu sau, người dưới thân dần dần ngừng dẫy ruộng, nhiễm duyên mồ hôi đầm đìa, đột nhiên buông tay ra, cái gối bông ngay lập tức rời khỏi. Văn tuyên đế nằm ngửa, mặt mày tím tái, con người giãn lớn, dưới ánh đèn mờ của tầm điện, trông như một con quỷ dữ. Nhiễm duyên giật mình, từ trên giường ngã xuống đất, không tìm được mà lùi lại hai bước, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhận ra rằng văn tuyên đế thực sự đã bị hắn làm chết ngạt. Bên ngoài nội thị đã bị hắn điều đi từ trước, nhiễm duyên hôm nay đến đây, vốn là để đầu độc hoàng đế. Không ngờ chén rượu độc lẫn canh sâm lại bị văn tuyên đế phát hiện, cuối cùng, hắn đành phải tự tay làm chết ngạt ông. Tẩm điện trống rỗng, không khí như ác quỷ đang khóc, khiến lưng người ta rùng mình. Nhiễm duyên cố gắng đứng dậy, bước đến chỗ văn tuyên đế, nhặt chén canh trên mặt đất lên, đặt lại vào giò gỗ lim, rồi đỡ văn tuyên đế lên giường, vuốt mắt ông nhắm lại, đắp chăn cho ông. Nhìn thấy phụ thân chết không nhắm mắt, nghiễm duyên có chút gan dạ hơn, ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, nhìn thi thể văn tuyên đế, nói nhỏ và gấp gáp. Phụ hoàng, đừng trách nhi thần, nếu trách thì trách chính người không giao hoàng vị cho ta. Nếu không phải bị các người ép, ta cũng không làm thế này. Hoàng vị vốn thuộc về ta, Phụ Hoàng, ngươi cứ nhìn xem Nhi thần làm thế nào để ngồi lên vị trí này. Cứ nhìn như vậy đi. Hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đứng dậy, cầm giỏ gỗ lim, quay người ra khỏi tầm điện. Đêm lại bắt đầu mưa. Trong giấc mộng mơ màng, Hỏa Yến nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài trời, bị đánh thức nên không ngủ lại được, chờ mình ôm người bên cạnh. Không phải nàng lúc nào cũng muốn chiếm lợi từ Tiêu Giác, chỉ là thời tiết lạnh, ôm người bên cạnh thấy ấm áp hơn tiêu giác ngủ rất yên tĩnh, tướng ngủ cũng tốt, hoàn toàn khác biệt so với nàng nằm ngửa lên trời. Nàng khẽ động, đánh thức tiêu giác, tiêu giác cúi đầu nhìn nàng tiến vào trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi. Sao còn chưa ngủ, bị đánh thức? Hỏa yến thì thầm. Không ngủ được. Điều này thật hiếm lạ, dù đã trải qua nhiều năm binh nghiệp, khiến nàng trong giấc mộng cũng có thể cảnh giác, nhưng từ khi đến tiêu gia, nàng vẫn ngủ say vào ban đêm, tình trạng mất ngủ như đêm nay thật hiếm thấy. Không biết vì sao, Hỏa Yến luôn cảm thấy bất an, như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Tiêu Giác nhận ra sự bất an đó, dừng lại một chút, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, hỏi: "Muốn lên nóc nhà ngồi một chút không?" Hỏa Yến nàng nói: "Bên ngoài đang mưa." Tiêu Giác: "Chỉ đùa thôi." Hỏa Yến muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng luôn cảm thấy, sau cái chết của Từ Kính phủ, sự việc vẫn chưa kết thúc liên quan đến cuộc tranh đấu giữa nghiễm Duyên và Tứ Hoàng Tử chỉ mới bắt đầu. Tiêu giác cũng vậy, tiêu gia cũng thế, đều đang ở vị trí vi diệu, e rằng không dễ dàng giải quyết. Nhưng, giữa đêm khuya thế này, nói về những chuyện này khiến tâm trạng phiền muộn, có vẻ không thích hợp. Hỏa Yến đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, giọng phi nô vang lên. Thiếu gia, có chuyện quan trọng cần báo. Nàng giật mình, nửa đêm mà phi nô vội vã như thế, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra lần này cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất tiêu giác đứng dậy xuống giường thắp đèn trong phòng hỏa yến cũng khoác áo đứng lên vừa mở cửa ra mưa gió bên ngoài ùa vào nhà làm căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo phino bước vào quần áo ướt đẫm vẻ mặt nghiêm trọng tiêu giác hỏi chuyện gì vậy trong cung truyền tin hoàng thượng băng hà lời này vừa nói ra hỏa yến và tiêu giác cùng chấn động tiêu giác cao mày khi nào vừa mới nhận được tin phi nô nói thiếu gia ngài có nên vào cung một chuyến không tiêu giác suy nghĩ một lát rồi nói ta đã biết ngươi đi chuẩn bị xe ta sẽ vào cung ngay phi nô lên tiếng rời đi hỏa yến bưng đèn tiến tới hai bước vẻ mặt khó giấu nổi sự kinh ngạc hoàng thượng nàng không ngờ văn tuyên đế lại đột nhiên băng hà mặc dù gần đây có lời đồn rằng sức khỏe ông không tốt nhưng tin này vẫn quá bất ngờ. Trong lòng nàng lập tức dối bời, về văn tuyên đế, dù ngoài kia có đồn đại không hay, nhưng theo hỏi Yến, ông tuy không phải minh quân, nhưng cũng không phải hôn quân. Tiêu giáp đang mặc quần áo, Hòa Yến hỏi. Có muốn ta cùng ngươi vào cung không? Phi Nô lại nói đơn giản. Hiện tại tình hình trong cung thế nào, ai cũng không biết. Không cần, ngươi ở lại trong phủ. Tiêu giáp nói. Ta vào cung trước xem tình hình thế nào. Hỏa Yến nhẹ gật đầu, dù lòng gấp gáp nhưng cũng biết tiêu giác nói đúng. Chức quan của nàng hiện tại chưa đủ để vào cung trước tiên, mà xem như tiêu gia thiếu phu nhân, cũng không có lý do gì để vào cung. Chỉ là, tiêu giác thấy nàng lo lắng, xoay người lại vỗ vai nàng. Đừng lo, ta xem qua rồi sẽ lập tức về phủ. Tiêu giác, mọi việc cẩn thận. Nàng dặn dò. Tiêu giác mặc xong y phục, cầm bội kiếm rồi đi ra cửa. Hỏa Yến không còn tâm tư để ngủ tiếp, bước tới trước cửa sổ, mở cửa ra, mưa gió từ ngoài thổi vào nhà, trên bàn lập tức phủ một lớp nước mỏng. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt nàng, xua tan cơn buồn ngủ, khiến đầu óc nàng trở nên tỉnh táo vô cùng. Dù lúc này không nên nghĩ đến những việc này, nhưng một sự kiện đã xảy ra, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó. Trước khi văn tuyên đế băng hà, không nói rõ việc thay đổi người kế vị, dù triều đình bàn tán xôn xao, nhưng nếu không có gì thay đổi, thì thái tử sẽ kế vị. Nhưng thái tử nhiễm duyên là người thế nào, mọi người đều biết. Dù trong vụ án từ kính phủ, nhiễm duyên không bị liên lụy, nhưng hỏi Yến đã hỏi tiêu giác, và biết rằng đại lý tự đứng đầu là theo ý văn tuyên đế, âm thầm bảo vệ thái tử nhiễm duyên. Văn tuyên đế không nỡ động đến thái tử vì ông là huyết mạch của mình, xem như là tương lai của đại ngụy. Một người có thể vì tranh quyền đoạt lợi mà dẫn sói vào nhà, cơ bản không xứng làm quân vương mưa như không có điểm dừng, đêm tối cũng vậy. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 253, hỗn loạn. Sáng sớm ngày hôm sau, tiêu giác vẫn chưa trở về. Tiêu cảnh cũng vào cung, Bạch Mộ Vi và Hỏa Yến ở lại trong phủ. Bạch Mộ Vi mang thai, Hỏa Yến không dám để nàng lo lắng, không nói nhiều về chuyện trong cung. Khi tiểu tỷ đỡ Bạch Mộ Vi vào phòng nghỉ ngơi, Hỏa Yến ngồi trong sân chờ tiêu giác trở về tiêu giác trở về vào buổi tối. Trời đã tối hẳn, đèn lồng trong viện đã sáng lên, Hỏa Yến đang ngồi trước bàn đọc sách. Thấy tiêu giác từ ngoài trở về, mang theo gió lạnh, thần sắc có phần đóng băng, nàng vội đứng dậy bước lại gần, hỏi. Thế nào rồi? Tiêu giác đặt ẩm thu lên bàn, cởi áo ngoài, im lặng một lúc mới nói. Sau ba ngày sẽ có quốc tang. Nhanh vậy sao? Hỏa Yến ngạc nhiên. Không chỉ vậy, trước khi qua đời, hoàng thượng để lại di chiếu, bốn phi tử và hai mươi cung nữ trong cung phải chết theo. Hỏa Yến thốt lên. Không thể nào. Chuyện phi tử chết theo hoàng đế đã từng được ghi chép trong lịch sử. Nhưng quy tắc này đã bị bãi bỏ từ thời tiên hoàng, vì cho rằng việc chết theo quá tàn nhẫn. Văn tuyên đế dù không quá xuất sắc về chính sự, nhưng vẫn được coi là nhân đức, không thể nào để lại di chiếu tàn nhẫn như vậy. Trong bốn phi tử phải chết theo, có Lan Quý Phi. Tiêu giác nói lạnh lùng. Hỏa Yến lập tức hiểu ra. Ý ngươi là, di chiếu này là giả. Văn tuyên đế sủng ái Lan Quý Phi nhiều năm, bây giờ sau khi văn tuyên đế qua đời, không ai bảo vệ được Lan Quý Phi, nên có thể dùng một câu di chiếu giả để trừ khử cái gai trong mắt này. Nếu như di chiếu là giả, Hỏa Yến ngẩng đầu nhìn tiêu giác, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi có nhìn thấy được bệ hạ? Tiêu giác nhìn nàng. Không. Hỏa Yến cảm thấy một trận hoảng hốt nếu không tận mắt thấy bệ hạ thì không thể biết văn tuyên đế có thực sự chết vì bệnh hay không. nếu như không phải, hỏi qua những người tùy tùng trong tầm điện lúc đó, hoàng thượng trước khi an nghỉ từng gặp tứ hoàng tử, trùng hợp vậy sao? hỏa yến nhíu mày, nhưng nếu nói tứ hoàng tử ra tay với hoàng thượng, căn bản không có lý do. qua quốc tang sẽ đến lễ lên ngôi, tiêu giác ngồi xuống ghế. thái tử sẽ lên ngôi. giọng hỏa yến trầm xuống đây không phải là chuyện tốt. Nếu không có chiếu thư truyền vị chính thức, văn tuyên đế qua đời, thái tử đăng cơ, không biết thái tử có thể giữ vững vị trí này không, nhưng một khi thái tử đăng cơ, tiêu gia sẽ đối mặt với tình. Cảnh không mấy lạc quan. Gặp hỏa yến cao mày bộ dáng, tiêu giác ngược lại kéo xuống khóe miệng, chấn an nàng nói. Không cần phải lo lắng, ta ngày mai đi một chiến tứ hoàng tử quý phủ. Thấy hỏa yến cao mày, tiêu giác lại mỉm cười, chấn an nàng không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ đến quý phủ của tứ hoàng tử. Ngươi, ngươi, hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn xem Hỏa Yến, trong nháy mắt, Hỏa Yến hiểu được, nàng cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, đưa tay chụp lên tiêu giác mở u bàn tay, thanh âm kiên định. Đi thôi. Hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Hỏa Yến, trong nháy mắt, Hỏa Yến hiểu ra, nàng cúi đầu, im lặng không nói, sau một lúc lâu, Nàng ngẩng đầu lên, đặt tay lên mở u bàn tay tiêu giác, giọng kiên định. Đi thôi. Văn tuyên đế băng hà, quốc tăng 27 ngày, quốc tang trong lúc đó triều thần cấm mở tiệc chiêu đãi, uống rượu, làm vui. Chọn nhất định ngày, sau 3 ngày nhập hoàng lăng. Văn tuyên đế băng hà, quốc tang kéo dài 27 ngày, trong thời gian quốc tang, triều thần bị cấm mở tiệc chiêu đãi, uống rượu, vui chơi. Chọn ngày, sau 3 ngày sẽ nhập hoàng lăng trong chiều vì văn tuyên đế cái kia phong. Chết theo. Di chiếu cãi lộn không ngớt, trong đó phản đối kịch liệt nhất, tự nhiên là tứ hoàng tử nhiễm sóc cùng ngũ hoàng tử nhiễm cát, chỉ vì lan quý phi cùng nghe quý nhân đều ở chết theo một hàng. Nhiễm cát còn nhỏ, chỉ biết là khóc sống không ngớt, nhiễm sóc mang theo ngự sử cầm nói phản đối, bị nhiễm duyên lấy. Di chiếu song tuân. Bác bỏ. Trong chiều, vì di chiếu. Chết theo. Của văn tuyên đế mà tranh cãi không ngớt, phản đối kịch liệt nhất là tứ hoàng tử nhiễm sóc và ngũ hoàng tử nhiễm cát vì lan quý phi và nghe quý nhân đều phải chết theo nhiễm cát còn nhỏ chỉ biết khóc giống không ngớt nhiễm sóc dẫn theo ngự sử phản đối nhưng bị nhiễm duyên bác bỏ với lý do di chiếu phải tuân thủ lúc này nhìn xem tựa hồ là nhiễm duyên đoạt được giang sơn đại vị bất quá trên đời sự tình tạm thời cũng nói không rõ ràng chỉ phải một ngày không có lễ lên ngôi một ngày liền không thể tính hết thảy đều kết thúc mặc dù thực đăng cơ làm hoàng đế trước lịch sử bên trong làm hoàng đế lại bị kéo xuống chiếm lấy cũng không phải là không có qua nhìn lúc này có vẻ như nghiễm duyên đã đoạt được giang sơn đại vị nhưng trên đời không có gì là chắc chắn một ngày chưa có lễ lên ngôi thì một ngày mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mặc dù thực sự đăng cơ làm hoàng đế trong lịch sử cũng từng có hoàng đế bị kéo xuống chiếm lấy ngôi vị trong chiều người người cảm thấy bất an nhất thời thần hồn nát thần tính trong triều đình, ai cũng cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính. Tại văn tuyên đế băng hà về sau, nhiễm duyên xem như thái tử, tạm thời làm thay trong triều tất cả công việc. Mà hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đem lúc trước những cái kia bị giam lỏng ô thác xứ giả phóng xuất. Lại hạ lệnh chuẩn đồng ý ô thác quốc cầu hòa một chuyện, cũng cố ý cho phép người ô thác tại đại ngụy khai lập trợ trao đổi. Sau khi văn tuyên đế băng hà, nhiễm duyên với tư cách thái tử tạm thời thay thế xử lý mọi việc trong triều việc đầu tiên hắn làm là thả những sứ giả ô thác từng bị giam lòng. Sau đó hạ lệnh chấp nhận cầu hòa của nước ô thác và cho phép người ô thác mở chợ trao đổi tại đại ngụy. Này khiến vừa ra, trong chiều từ trên xuống dưới đều vỡ tổ. Việc này khiến cả triều đình từ trên xuống dưới đều rối ren. Nhưng nếu như trước đây hắn muốn làm như vậy, trong quần thần tuy có phản đối tâm ý, lại cũng sẽ không cường liệt như vậy. Mà ở thiên tinh đài một chuyện về sau, biết rõ người ô thác lòng lang giả thú, Nghiễm duyên còn muốn kiên trì chủ hòa, thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ. Nếu trước đây hắn muốn làm như vậy, các quần thần dù có phản đối cũng không kịch liệt như bây giờ. Nhưng sau sự việc ở Thiên Tinh Đài, biết rõ người ô thác lòng lang giả thú, Nghiễm duyên vẫn kiên trì chủ hòa, thực sự khiến mọi người thất vọng đau khổ. Ngự sử sổ gấp một phong một phong hướng thái tử trên bàn bay, đều bị ném vào giấy lộn trong đống. Nghiệm Duyên đối với chuyện này tựa hồ đặt xuống quyết tâm, ai nói đều không để ý. Sau kinh dân chúng còn không biết được trong đó lợi hại, các văn thần lại đại thể chủ trương trung dung, chỉ có các võ tướng, từng cái không cam lòng, lại lại không thể làm gì, sớm tại nhiều năm trước, từ kính phủ liền đã túng văn tuyên đế trọng dụng văn thần, bây giờ võ tướng vị trí kém xa tiết tắp văn thần đến trọng yếu. Ngự sử gửi từng phong thư tới bàn thái tử, nhưng đều bị ném vào đống giấy lộn, nhiễm duyên đối với việc này dường như đã quyết tâm, ai nói gì cũng không để ý. Dân chúng sóc kinh còn chưa biết rõ lợi hại trong đó, các văn thần chủ trương trung dung, chỉ có các võ tướng là không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì từ nhiều năm trước. Từ kính phủ đã giúp văn tuyên đế trọng dụng văn thần, bây giờ vị trí của võ tướng kém xa so với văn thần. Thạch Tấn Bá Quý Phủ, Sở Chiêu nhìn trong tay trường tín. Trong Quý Phủ của Thạch Tấn Bá, Sở Chiêu nhìn lá thư dài trong tay một lát sau hắn đem tin siết trong tay giấy viết thư bị vò vào thành một nắm tỏ rõ lấy hắn giờ phút này phức tạp lại giận dữ tâm tình một lát sau hắn siết chặt lá thư trong tay giấy viết thư bị vò thành một nắm biểu hiện tâm trạng phức tạp và giận dữ của hắn lúc này hắn hiếm có những lúc như vậy tâm phúc thấy thế cẩn thận hỏi tứ công tử hắn hiếm khi như vậy tâm phúc thấy thế cẩn thận hỏi tứ công tử sở chiêu đem thư vứt đi trong chậu than đè lên chán tâm mặc dù đã sớm biết nhiễm duyên là cái không đầu óc ngu xuẩn nhưng hắn không nghĩ tới không đầu óc cũng không sao vậy mà có thể to gan lớn mật tới mức như thế hắn rõ ràng đã nhắc nhở qua nhiễm duyên thì quân tiến hành không thể làm có thể nhiễm duyên vẫn là như vậy làm chỉ sợ trương hoàng hậu cùng nhà mẹ nàng cũng ở sau lưng từng góp sức nếu không tất cả không có khả năng thuận lợi thành bộ dáng như thế tứ công tử Tiếp qua ba ngày Hoàng thượng nhập Hoàng lăng, Thái tử điện hạ rất nhanh liền lên ngôi. Đối với tứ công tử mà nói, không là một chuyện tốt sao? Dù sao hiện tại tứ kính phủ không có ở đây, tứ kính phủ một nhóm người tất cả thuộc về sở chiêu thủ hạ. Từ phương diện nào đó mà nói, sở chiêu cũng là thái tử người. Một khi đắc thế gà chó thăng thiên, chỉ cần thái tử làm hoàng đế, nhà mình tứ công tử sẽ chỉ tiền đồ càng ngày càng tốt. Sở chiêu cười một tiếng, trong mắt một chút nhiệt độ cũng không. Hắn không đàm đương nổi hoàng thượng. Tâm Phúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Cái này, hắn quá gấp không thể chờ, nhưng nếu không có cái kia phong di chiếu, có lẽ việc này còn có xoay người cơ hội, thế nhưng phong chết theo di chiếu vừa ra, chẳng qua là để cho hắn tăng nhanh bản thân từ lộ." Trong miệng hắn nói đến đây chút đại nghịch bất đạo lời nói, trong mắt nhưng lại không có nửa điểm khiếp ý, giống như là đàm luận cũng không phải là hoàng gia tôn quý người. Cái kia phong di chiếu tất nhiên là giả chỉ là không biết là thái tử gây nên, vẫn là tứ hoàng tử gây nên. Nếu như là thái tử gây nên, vậy hắn không chỉ có ngu xuẩn, còn tự cho là thông minh buồn cười. Nếu như là tứ hoàng tử, sở chiêu mỉm cười. Như vậy bất kể như thế nào, thái tử cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngài ý là, tại nhập hoàng lăng trước đó, Lan Quý Phi muốn chết theo, tứ hoàng tử nhất định sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Nhập hoàng lăng tại đăng cơ trước đó, chỉ sợ còn không có đăng cơ, vị trí này liền giữ không được. Mặc dù đến bây giờ, hắn nói chuyện mặc dù chữ chữ kinh tâm, thần sắc lại chưa từng thấy nhiều sóng gió lớn, tựa hồ sớm đã dự liệu được trước mắt tất cả. Tâm phúc trong lòng bất an. Tứ công tử, nếu như thái tử không đáng đi theo, bây giờ làm như thế nào? Hiện tại đi theo tứ hoàng tử, chỉ sợ cũng không kịp, huống chi, bọn họ thẻ đánh bạc quá ít, căn bản không có cùng tứ hoàng tử làm giao dịch tiền vốn sở chiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rõ ràng đã là ngày xuân, thời tiết nhưng vẫn là lạnh đến lạ thường, hắn trước kia đi theo từ kính phủ, nếu không có tiêu giác, có từ kính phủ nhìn xem nhiễm duyên, chưa hẳn không thể ngồi ổn cửu ngũ trí tôn vị trí. Nhưng không có từ kính phủ nhiễm duyên, bất luận bao lâu, đều không phải là nhiễm sóc đối thủ. Một ngày túm địch, hoạn tại đếm đời, có đôi khi sở chiêu sẽ cảm thấy, bản thân nên cảm tạ tiêu giác. Chính là bởi vì có tiêu giác, Hắn mới chiếm được tự do Nhưng cùng lúc Hắn cũng đã mất đi tất cả Đã mất đi tất cả Bây giờ đi theo nhiễm duyên Thực sự là con đường mờ mịt Nhưng nếu bây giờ theo nhiễm sóc Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn Những gì từ kính phủ đạt được Cũng sẽ nhanh chóng mất đi Vận mệnh đối với hắn tàn nhẫn ở chỗ Con đường khác đối lập với bóng tối Cũng không phải là quang minh So sánh hai con đường Không phải vứt bỏ một mà có thể chọn một con đường sáng trôi khác mà chỉ là cân nhắc mất mát bao nhiêu thôi. Hắn đứng dậy. Ta sẽ đến quý phủ của tứ hoàng tử một chuyến. Kim lăng về đêm, vẫn phồn hoa như ngày xưa. Nhập vân lâu, do quốc tang nên không có mấy người đến. Các cô nương nghỉ tiếng đàn rất sớm, chỉ ngồi trong lâu. Hoa dù tiên cũng đổi sang áo trắng, mặc dù quốc tang không bắt buộc bách tính mặc áo tơ trắng, nhưng trong tình cảnh này không cần gây rắc rối. Trời tối, đến trạm vạng, Mưa đã ngừng trước đó lại bắt đầu rơi, Hoa Du Tiên ôm bao đậu đỏ xốp giòn mới mua từ phòng rộng phúc, trốn dưới mái hiên trà phường bên bờ sông Tần Hoài để tránh mưa. Vừa đứng lại, nàng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở góc rẽ. "Dương đại nhân!" Hoa Du Tiên không nhịn được kêu lên. Nam tử nghiêng đầu nhìn tới, mặc áo trường sam, dung mạo nho nhã, chính là Kim Lăng tuần phủ Dương Minh Chi. Dương Minh Chi thấy Hoa Du Tiên, cũng khẽ giật mình hắn cũng từ bên ngoài trở về không mang dù y phục ướt hơn phân nửa sau một chút do dự hắn tiến tới đứng cạnh hoa du tiên nói du tiên cô nương hoa du tiên cười nhìn ra ngoài mưa này một lát chắc cũng không tạnh nếu không ngồi đây uống chén trà đợi mưa tạnh rồi đi dương minh chi suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu trong thời gian quốc tang với chức quan mang theo hắn không thể uống rượu liền gọi một bình trà xanh và một chút điểm tâm. Trà phường sát bên sông Tần Hoài, mở cửa sổ, có thể trông thấy những chiếc thuyền trên sông Tần Hoài đèn đuốc sáng tắt, trong màn mưa như những vì sao trong đêm tối. Có vẻ mỗi lần gặp Dương Đại Nhân, đều là một mình. Hoa Du Tiên cười nói, Dương Minh Chi tuy là kim lăng tuần phủ, nhưng khác với những tuần phủ khác, xuất hành không thích phô trương, đến mức hắn làm kim lăng tuần phủ mấy năm, bách tính trong thành kim lăng không phải ai cũng biết hắn. Dương Minh Chi cúi đầu cười, không nói gì. Hoa Dù Tiên có chút hiếu kỳ, nằm đó ở Nhập Vân lâu, thấy một đám thiếu niên này cùng nhau trải qua thế sự, nàng ấn tượng sâu sắc. Mặc dù Dương Minh Chi không bằng Tiêu Đô Đốc dung mạo kinh diễm, cũng không bằng Yến Tiểu Công tử khí phách tiêu sái, càng không bằng Dương thiếu ra mọi việc thuận lợi, nhưng trong đám thiếu niên, hắn vẫn tuấn tú, có vài phần không tầm thường. Sau này gặp lại, mặc dù đã là Kim Lăng Tuần phủ, nhưng hắn trầm mặc hơn nhiều không như năm đó. Dương Đại Nhân có biết, không lâu trước đây tiêu thiếu gia đã đại hôn. Hoa Du Tiên nâng chén trà nhấp một ngụm. Nô Gia và Thải Liên đã cho người gửi hạ lễ. Dương Đại Nhân bận rộn công vụ, nên không có thời gian đi. Nói đến, tiêu thiếu gia nhìn lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng lại rất tốt với hòa cô nương. Nghĩ đến đây, Hoa Du Tiên cũng hơi xúc động, lúc đó nàng biết Hòa Yến là nữ nhi, tiêu giác rất quan tâm đến Hòa Yến, nhưng không ngờ hai người này lại nhanh chóng thành đôi. Duyên phận thật kỳ diệu, nếu là đối với người, không cần 15 năm 8 năm, cũng đủ để kiểm tra lòng người. Dương Minh Chi nhìn vào chén trà trước mặt, dừng lại một chút, mới nói. Đúng vậy. Nhưng trong lòng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Thực tế, tiêu giác không mời hắn. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ mình sẽ nhận lời mời của tiêu giác. Nhiều năm trước, tình nghĩa huynh đệ giữa hắn và tiêu giác đã tan thành mây khói. Năm đó, Dương Minh Chi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nước sông triền miên mà lạnh lẽo, mang theo những chiếc thuyền chậm rãi trôi như nhiều năm trước. Nhiều năm trước, khi đó hắn vẫn là học sinh của hiền xương quán, không biết nhân gian hiểm ác, cũng không biết thế gian khó khăn. Hắn thực lòng trân trọng bạn bè, cùng chí hướng, khẳng khái trượng nghĩa. Hắn từng nghĩ rằng tình bạn của những thiếu niên này sẽ bền lâu mãi mãi. Cho đến khi tiêu gia xảy ra chuyện hắn lòng nóng như lửa đốt, đồng ý giúp đỡ, về nhà tìm cha mình, không ngờ, người luôn tán dương tiêu giác trước mặt hắn, lại nhất quyết từ chối lời khẩn cầu của hắn. Khi đó Dương Minh Chi cực kỳ không hiểu, quỳ xuống năn nỉ, có lẽ thấy hắn quá kiên quyết, Dương Đại Nhân cuối cùng không lay chuyển được, rốt cục thổ lộ tình hình thực tế với hắn. Lúc đó Dương Minh Chi mới biết, hóa ra phụ thân vẫn luôn là người của từ kính phủ. Toàn bộ Dương ra từ trên xuống dưới đều chịu sự trông nom của từ kính phủ nếu ngươi giúp hắn, chính là hại dương gia. Phụ thân đứng trước mặt hắn, lắc đầu nói. Chính ngươi chọn đi. Thiếu niên ngã quỵ xuống đất, đầy dãy mờ mịt. Hắn không hiểu vì sao người luôn dạy bảo gia đình sống chính trực, lại là người như vậy. Nếu từ nhỏ những gì hắn học được chỉ là lời trên giấy, vậy những năm này hắn kiên trì rốt cuộc là vì cái gì? Không ai có thể trả lời hắn. Hắn và tiêu giác đoạn nghĩa, hắn chọn gia đình, đồng thời cũng cho rằng mình đã không còn tư cách làm bạn của tiêu giác. Qua trốn cũ, làm bộ bản thân vẫn là lúc trước lòng giả thiên hạ, thiện ác rõ ràng thiếu niên. Sau này hắn thi đậu, nhập sĩ, không ở lại sóc kinh, cố ý đi kim lăng, hắn không thể đối mặt với người nhà họ Dương, cũng không thể đối mặt với chính mình. Chỉ có thể ở nơi này, tại trốn cũ cùng đồng môn hiền xương quán, giả vờ bản thân vẫn là thiếu niên phân biệt thiện ác rõ ràng cho đến khi gặp lại Tiêu Giác và những người khác, Dương Minh Chi mới đột nhiên phát hiện, Tiêu Giác, Lâm Song Hạc, Yến Hạ không thay đổi, chỉ có bản thân hắn thay đổi. Họ vẫn cùng nhau đến nhập vân lâu, uống rượu nói chuyện, nhưng không giống tâm tình như trước. Trước đây, trước đây như trên mặt đất dần dần nhô lên một ngọn núi lớn, trong lúc bất chi bất giác, sớm đã không thể vượt qua, hai mái hiên rộng lớn. Hoa dù tiên dường như nhìn thấy trong mắt hắn một khoảnh khắc đau thương, dừng một chút, cuối cùng đổi chủ đề, nói. Bây giờ bệ hạ băng hà, thái tử điện hạ lại đồng ý cho người ô thác mở chợ trao đổi tại đại ngụy, kim lăng phồn hoa, nếu chợ trao đổi đặt tại kim lăng. Dương Minh Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Chợ trao đổi sẽ không thiết lập tại kim lăng. Đại nhân, ta sẽ ngăn cản, Dương Minh Chi cúi đầu cười. Nếu như ta vẫn là kim lăng tuần phủ. Thực tế, từ khi từ kính phủ xảy ra chuyện, Dương gia đã truyền tin cho hắn dặn dương minh chi đi tìm tiêu giác xem tình nghĩa trước đây thỉnh cầu tiêu giác hạ thủ lưu tình nhưng dương minh chi không để ý mỗi người nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình như năm đó hắn chọn gia đình dương gia chọn từ kính phủ cũng vậy sau khi thấy hắn không để ý văn tuyên đế băng hà nghĩ đến người ở lại kinh thành nên đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn mới nhưng hắn không thể làm vậy những năm này dương minh chi ở lại kim lăng là để trả nợ bản thân đến lúc này, hắn không có ý định tiếp tục làm việc trái với lương tâm mình. Việc mở chợ trao đổi, đối với bách tính đại ngụy, có trăm hại mà không một lợi. Những người ô thác lòng lang giả thú, một khi tiến vào kim lăng, ai biết sẽ làm gì với bách tính. Đây là dẫn sói vào nhà, trong chiều, các thần tử cao cao tại thượng, tự cho rằng lửa này không đốt đến mình, nên thờ ơ. Nhưng một khi lửa bùng lên, không phân biệt quan lớn hay bách tính, tự nhiên đối xử như nhau hắn biết rõ, lúc này trong thành sóc kinh, ngoài vài đại ngự sử gan giả, không có mấy văn thần dám đưa ra ý kiến. Dương Minh Chi cũng rõ ràng, một khi tấu trương của hắn xuất hiện trên bàn nhiễm duyên, hoạn lộ của Kim Lăng Tuần Phủ cũng đến giới hạn. Có lẽ sẽ mất mạng, có lẽ sẽ liên lụy đến người nhà, nhưng thì tính sao? Không bao lâu đọc sách, đọc được. Chính lấy cân nhắc, liêm lấy kiềm chế bản thân, chung lấy sự tình quân, cung lấy sự trưởng, tin lấy giao tiếp, rộng mà đối đãi dưới, kính lấy hiệp sự tình, này cư quan chi bảy muốn cũng. Khi đó các thiếu niên hiền xương quán đều nghĩ mình có thể làm được, có thể thỏa đáng quan, nhưng nhiều năm trôi qua, lại có mấy người kiên trì. Các thiếu niên có dũng khí chống lại tất cả bất công thế gian, luôn cho rằng dù núi cao sông sâu, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy hy vọng trong khó khăn, đáng đợi năm dài tháng rộng, nhưng rồi dần dần cũng thúc thủ vô sách, nước chảy bèo trôi. Giống như hắn vậy, thiếu niên có chi khí, lớn lên không còn thấy, cuối cùng cùng cỏ cây cùng mục nát. Tiểu thiếu gia, hoa du tiên cười gọi hắn. Dương Minh Chi ngẩng đầu lên. Nếu làm kim lăng tuần phủ, chính là Dương Đại Nhân, nếu không, chính là tiểu Dương thiếu gia. Bên bờ sông Tần Hoài, mỹ nhân trong trí nhớ phong tình vạn trùng, nâng chén trà trước mắt. Theo Nô Gia, dù tiểu thiếu gia ở vị trí nào, cũng là anh hùng ghét ác như cừu, bình vực lẽ phải năm đó tại nhập vân lâu thành kim lăng sẽ ngày càng tốt, nên tiểu thiếu gia tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Giọng nói mềm mại của nàng, như xưa khi thời gian chưa qua, tha thứ bao hàm những đau khổ và dẫy rụa của hắn, như sương mù trên sông Tần Hoài, sương tan, vẫn là một ao xuân thủy, sáo trúc nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu, qua một lúc lâu, chợt cười, nâng chén trà trước mặt, cùng chén trà của cố nhân trước mặt chạm nhẹ. Người nói đúng, hắn thấp giọng. Đều sẽ ngày càng tốt chương 254, Văn Chính. Thái tử Nghiễm Duyên muốn chấp nhận yêu cầu cầu hòa của người ô thác, gây nên sóng gió trong thành sóc kinh. Ngự sử dâng tấu liên tục cũng không làm thay đổi ý định của Nghiễm Duyên. Sứ giả ô thác, người từng bị văn tuyên đế giam lòng, lại xuất hiện gần Hoàng Cung. Dù tỏ ra khiêm tốn trò chuyện cùng triều thần, ánh mắt hắn vẫn không giấu được sự đắc ý. Sau buổi trầu, triều thần ai nấy đều mang tâm tư riêng, không ai bộc lộ, hai ngày đã trôi qua ngày mai là ngày nhập hoàng lăng thái tử sẽ chính thức đăng cơ những ngày tháng tới e rằng sẽ càng khó khăn hơn vừa bước ra khỏi thừa nhạc cung nghe thấy phía trước có tiếng đọc sách nhìn lên cổng cung thấy trước thừa nhạc cung có mười mấy học sinh mặc áo xanh ngồi đó từ lúc nào các học sinh này đều ngồi trên mặt đất người đứng đầu có râu dài tóc trắng mặc quan phục đã già nua và lạnh lùng chính là quán chủ hiền sương quán ngụy huyền trương Ngụy Huyền Trương là người có học thức, nhưng tính cách quá cứng nhắc, từng đắc tội nhiều người khi còn trẻ, nên sau này bị giáng chức làm quán chủ Hiền Sương quán. Chức vụ này rất phù hợp với tính cách ông, thích dạy dỗ và giảng đạo, dù không có thực quyền. Lần này, Thái tử Nghiễm Duyên đồng ý cho người ô thác cầu hòa và mở chợ ở Đại Ngụy, Ngụy Huyền Trương phản đối kịch liệt. Trong số các tấu sớ phản đối của ông là nhiều nhất. Tuy nhiên, chức quan của ông hiện thấp, Nhiễm Duyên không quan tâm đến lời của ông, những lời tâm huyết ấy chỉ thêm vào đống giấy lộn mà thôi. Ngụy quán trưởng. Một chiều thần nhận ra, liền hỏi. Ngài làm gì ở đây? Rồi bước đến gần, nhỏ giọng nói. Tiên sinh, mau về đi thôi, Điện Hà hiện giờ không thay đổi ý định đâu. Đây là học sinh từng quen biết ông, không muốn thấy ông đối đầu với tương lai quân vương, nên tốt bụng nhắc nhở. Ngụy huyền trương không lay chuyển, chỉ nhìn về hướng thừa nhạc cung, lớn tiếng nói. Vi thần, liều chết khuyên ngăn, xin Điện Hà thu hồi mệnh lệnh, không thể để người ô thác mở chợ trao đổi tại đại ngụy. Bên trong thừa nhà cung, không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mặt trời chiếu nhẹ nhàng lên cung điện bên ngoài, như dài một lớp bụi vàng. Các học sinh trẻ tuổi đầy khí thế, trong mắt sáng rõ. Lão quan cao tuổi như ánh hoàng hôn sắp tắt, mang theo chút sán lạn còn sót lại, đứng trong gió xuân. Ông chậm rãi đứng dậy, thân thể cứng cáp trước đây giờ đã có chút già nua, lảo đảo. Sau khi đứng vững, ông đột nhiên cao giọng tụng. Thời tiết có chính khí, tạp hiểu phú trẻ hình, dưới thì làm gì ngọn núi, bên trên thì làm ngày mới. Tại người nói hạo nhiên, bái hồ nhét thương minh. Các học sinh bên cạnh ông ngừng lại một chút, rồi cũng theo vị lão quán trường này, cùng nhau cao giọng tụng, tăng tụng bài chính khí ca. Bên trong thừa nhạc cung, thái tử nhiễm duyên giận giữ ném chén trong tay xuống đất lão già đó ở ngoài nói gì, ta muốn chặt đầu hắn. Người thân tín bên cạnh vội quỳ xuống giữ lấy vạt áo hắn. Điện hạ, tuyệt đối không thể, ít nhất là trước lễ lên ngôi không thể. Ngụy huyền trương không phạm tội danh, lại là quán chủ hiền xương quán, nếu xử lý nhẹ sẽ bị triều thần và dân chúng bàn tán. Chỉ là một tiên sinh dày học nhỏ bé, ta muốn giết cứ giết, ai dám bàn tán. Nhiễm duyên giận dữ. Sao lại không có tội danh? Hắn không coi ta ra gì, xem thường hoàng tộc. Ở bên ngoài có ý gì, uy hiếp ta? Nực cười, ta sao có thể bị một lão già uy hiếp? Tin không, ta sẽ bắt hết học sinh của hắn vào ngục, xem ai còn dám nói thêm gì. "Vâng, vâng, vâng." Người thân tín lau mồ hôi nói, "Dù muốn giáo huấn, xin điện hạ nhẫn nại vài ngày." Ngụy Huyền Trương vốn đã có tính cách cổ quái, lúc trước khi Bệ hạ còn sống, ông ta cũng luôn nói năng lỗ mãng. "Ta không phải là loại nhân từ như phụ hoàng." Nhiễm duyên nghiến răng. Nếu hắn nghĩ ta sẽ tha thứ như phụ hoàng, thì hoàn toàn sai rồi. Đúng vậy. Người thân tín vội nói. Nhưng lúc này, Điện Hạ không cần phải ra mặt, để hắn ồn ào bên ngoài, chờ lễ lên ngôi qua đi, Điện Hạ xử lý cũng không muộn. Nhiễm duyên hừ một tiếng, đá văng chén trà vỡ trước mặt. Vậy để hắn sống thêm vài ngày. Bên ngoài, ngụy Huyền Trương vẫn cao giọng tụng, thân thể già nua khô cằn, nhưng vẫn đứng thẳng trong gió hoặc vi lưu đông mạo, thanh thao lệ băng tuyết, hoặc vi xuất sư biểu, quỷ thần khớp tráng liệt, hoặc vi kích tặc hốt, nghịch thụ đầu phá liệt, thị khí sở bàng bạc, lẫm liệt vạn cổ tồn. Các học sinh trẻ tuổi đi theo lão tiên sinh niệm tụng, như niệm tụng, như không phải đứng trước thừa nhạc cung, mà là trong học đường hiền xương quán, giữa mùa xuân, đọc sách và nghe giảng. Cố thử cảnh cảnh tồn, ngưỡng thị phù vân bạch, du du ngã tâm bi, thương thiên hạt hữu cực, chiết nhân nhật dĩ viễn điển hình tại túc tích, phong diêm triển thư độc, cổ đạo chiếu nhan sắc. Sau khi tụng xong bài, bên trong thừa nhạc cung vẫn không có phản ứng. Ngụy huyền trương dừng lại, nhìn về phía các triều thần trước mắt. Các triều thần hoặc tranh ánh mắt ông, hoặc đầy thương hại. Ngụy huyền trương tiến lên một bước, run rẩy bước lên bậc thang, vừa đi vừa cởi mũ quan trên đầu. Giọng ông bình ổn như tiếng chuông trong trèo, nói. Vi tướng giả, trung liệt đoạn kim, tinh quán bạch nhật, hà qua sĩ phấn, trí tại tất mệnh. Rồi buông một hốt trong tay xuống. Văn quan không thua kém võ tướng, thánh nhân nói, văn là đạo đức bác ái, chính là tính tâm cùng kỳ vị, văn chính là đỉnh cao của Mỹ Đức, không gì sánh bằng. Ông đi đến bậc thang cuối cùng, chậm rãi quỳ xuống, đặt mũ quan và một hốt sang một bên, nhìn vào đại điện trống không của thừa nhạc cung, giọng thê lương nhưng kiên định. Vi thần tuy không có dũng khí, cũng không có công lao, chỉ có một trái tim trung nghĩa, quang minh lỗi lạc. Hiền xương quán dạy học sinh đọc sách thánh hiền, nay thấy điện hạ lầm đường, nếu không khuyên nhủ, là tội của thần. Võ tử chiến, văn liều chết can gián, sinh tử với ta như mây bay, lão thần hôm nay, cả gan dùng một mạng để khuyên điện hạ dừng lại trước bờ vực, đừng phạm sai lầm lớn. Lão thần, xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh, không thể để người ô thác đặt chân vào đất đại ngụy, không thể dẫn sói vào nhà, cõng rắn cắn gà nhà. Nói xong, ông đột nhiên lao đầu vào cột sơn đỏ trước thử nhạc cung. Máu, trong chớp mắt, văng tung tóe khắp đất. Các triều thần đứng gần đó hoảng loạn, la hét lên. Đám học sinh hiền xương quán hô nhau xuống lại, vây quanh ngụy huyền trương, mộc hốt và mũ quan bị dẫm đạp đến vỡ nát trong sự hỗn loạn. Trước thử nhạc cung, mọi thứ trở nên náo loạn. Trong thanh lan cung, lan quý phi ngồi yên tĩnh đọc sách, bên cạnh không xa, nghe quý nhân nhìn lư đồng dâng lên khói xanh, thần sắc có chút nôn nóng. Ngày mai, là ngày văn tuyên đế nhập hoàng lăng, cũng là ngày các nàng chết theo. Nếu nghiễm duyên nhân từ, còn có thể cho một bình độc dược để giải thoát nhanh chóng, nếu hắn nhẫn tâm, các nàng sẽ bị chôn sống trong hoàng lăng, ngạt chết. Tỷ tỷ, ngươi còn có tâm trạng đọc sách. Nghề quý nhân cuối cùng không chịu nổi, đứng dậy đến trước mặt Lan Quý Phi, giật lấy cuốn sách. Ngày mai là ngày chúng ta chết, ta không tin ngươi lại thản nhiên như vậy không ai có thể thản nhiên trước cái chết nghe quý nhân năm đó cùng lan quý phi tranh thủ tình cảm tự tin vào tuổi trẻ và sắc đẹp của mình cho rằng có thể chiếm ưu thế không ngờ văn tuyên đế lại tức giận giao nghiễm cắt cho lan quý phi nuôi dưỡng có nghiễm cắt trong tay lan quý phi nghe quý nhân thu mình lại không dám làm quá phận nhưng trong lòng vẫn không thoải mái nhưng bây giờ nàng và lan quý phi đều trở thành vật trôn theo người cùng văn tuyên đế trôn cất không khác gì những bình hoa trang trí Mọi ân oán quá khứ giờ có thể bỏ qua, ít nhất trong lúc này, họ cùng đứng về một bên. Trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Nghề quý nhân xúc động kiêu căng, sau khi vào cung, cũng không biết lòng người. Giờ đây, không ai bày mưu tính kế cho nàng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa vào người từng là cái gai trong mắt ngày xưa. Làn quý phi ngước mắt nhìn nàng, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước. Ngày mai là ngày mai, hôm nay lo lắng làm gì, làm gì lo lắng nghe quý nhân nói ta tự nhiên lo lắng ngươi không thấy di chiếu này có kỳ quặc sao hoàng thượng thường ngày rất mềm lòng sao lại để chúng ta chết theo ta nghĩ rằng đây là nghiễm duyên dùng quyền công báo thù riêng nàng tiếp tục nhìn lan quý phi chào phúng ta biết tỷ tỷ tùy tâm tùy tính không quan tâm sinh tử nhưng tỷ tỷ chẳng lẽ không nghĩ đến tứ hoàng tử ta nghiễm cát còn nhỏ thế này thái tử tính tình ra sao ngươi và ta đều biết rõ giờ đối phó chúng ta, sau khi đăng cơ, tiếp theo sẽ đến nhiễm sóc và nhiễm cát. Ngươi muốn chờ mắt nhìn con mình chết sao? Nghe vậy, thần sắc bình tĩnh của Lan Quý Phi cuối cùng cũng có chút chấn động. Nhưng chưa kịp nói gì, một công nhân bên ngoài vội vàng tiến đến, nói nhỏ với một tỷ nữ. Nghe xong, tỷ nữ tỏ ra kinh ngạc, rồi đi nhanh đến trước mặt Lan Quý Phi, nhỏ giọng nói. Nương nương, ở thừa nhà cung đã xảy ra chuyện. Lan Quý Phi và Nghe Quý Nhân cùng nhìn về phía tiền nữ. Ngụy Đại Nhân, quán chủ hiền xương quán, liều chết khuyên can, thỉnh cầu thách tử Điện Hạ thu hồi mệnh lệnh, Điện Hạ không chấp thuận. Ngụy Đại Nhân đã đập đầu tự sát tại cột ở thừa nhà cung. Rất nhiều Đại Nhân đã chứng kiến, hiện tại bên ngoài loạn lạc, các học sinh hiền xương quán cũng không chịu rời đi. Liều chết khuyên can. Nghe Quý Nhân nhíu mày. Trong cung này nhiều năm, chưa từng nghe qua từ này. Văn tuyên đế mềm lòng, lại khoan dung, các ngự sử dân tấu sớ, thế nào cũng sẽ xem xét, không dùng phương thức kịch liệt này. Nhưng như vậy, nghiễm duyên dù đang cơ, cũng mang tiếng xấu là bức tử lão thần. Các học sinh hiền sương quán phần lớn xuất thân từ gia tộc huân quý, người trẻ tuổi lại tràn đầy khí phách, tận mắt thấy quán trường chịu chết, nếu nghiễm duyên vẫn kiên trì hòa với người ô thác, chỉ sợ trong cung ngoài cung, truyền đi những điều không hay. Lan quý phi vịn tay vào ghế, không nói gì nghề quý nhân lãnh đạm nói chúng ta ở đây cầu sinh trong đau khổ có người lại vội vàng chịu chết nhưng ngụy huyền trương đã bảy tám mươi tuổi chết cũng không thiệt thòi ta bây giờ vẫn còn không qua mấy năm ngày tốt lành chết như vậy ta không cam tâm nghĩ tới nhiễm duyên nàng nghiến răng đáng giận lan quý phi khẽ thở dài tiểu tỳ đỡ nàng đứng dậy nàng bước tới cửa sổ bên ngoài mặt trời tươi sáng ngày xuân vạn vật vui tươi phồn thịnh xem đi xem đi nhìn nhiều vài lần nghe quý nhân cười lạnh từ ngày hôm nay sẽ không còn nhìn thấy nữa nghe thì lan quý phi xoay người lại nhìn nàng thản nhiên nói ngươi muốn sống tiếp sao biết gió còn hỏi nếu ngươi muốn sống tiếp lan quý phi giọng ôn hòa trong sự yên tĩnh dường như ngập một tầng thâm ý hãy làm theo lời ta nói hỏa yến biết ngụy huyền trương đã liều chết khuyên can lập tức lái xe đến ngụy gia ngụy gia trong ngoài đều đã đầy ắp người và người vẫn tiếp tục kéo đến những năm qua hiền sương quán đã dạy dỗ biết bao nhiêu học sinh nếu so với từ kính phủ môn sinh của ngụy huyền trương cũng không kém bao nhiêu chỉ là sau khi rời quán ngụy huyền trương ít tiếp xúc với họ nên địa vị không bằng từ kính phủ nhưng bây giờ ông lấy tính mạng để khuyên can các học sinh nghe tin liền từ bốn phương tám hướng chạy đến để gặp tiên sinh lần cuối Hòa Yến khó khăn chen vào đám đông, thấy Hòa Tâm Ảnh đang vịn ngụy phu nhân khóc như muốn ngất. Nhìn thấy Hòa Yến, Hòa Tâm Ảnh giật mình, chờ các học sinh mới tới chăm sóc, mới có thời gian bước đến hỏi. Lúa tỷ tỷ, sao ngươi lại đến đây? Thực ra, nếu bàn về tuổi tác, bây giờ... Hòa Yến... Không thể gọi Hòa Tâm Ảnh là tỷ tỷ, nhưng Hòa Tâm Ảnh luôn cảm thấy người chị đã mất vẫn còn, nên việc gọi là Hòa Yến cũng không có nhiều quy củ. Hòa Yên đáp. Ngụy Tiên Sinh là sư phụ của Hoài Cẩn, Hoài Cẩn cần thời gian để từ ngoài thành chạy về, ta đến trước xem sao. Ngụy Phu Nhân có sao không? Không tốt lắm. Hòa Tâm Anh lắc đầu. Ngụy Quán trưởng có lẽ sớm đã quyết tâm chết, sau khi xảy ra chuyện hôm nay, Phu Nhân phát hiện mấy bức thư trong ngăn kéo gỗ ở thư phòng ông ấy là di ngôn cho người nhà. Hòa Tâm Anh cũng rất khổ sở, vì Trường Tỷ, nàng sống tại quý phủ Ngụy Huyền Trương, ông thường ở hiền xương quán, rất ít trở về. Hòa tâm ảnh thường ở bên ngụy phu nhân, tính tình phu nhân ôn nhu, không để ý đến thân phận trước đây của nàng. Ai ngờ, lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Ta nghe nói, ngụy quán trưởng khuyên thái tử điện hạ thu hồi lệnh hòa với người ô thác. Hòa tâm ảnh thăm dò hỏi. Vậy bây giờ? Hòa yến cười khổ. Chỉ sợ không được. Thái tử nghiễm duyên, làm sao vì một mảng của ngụy huyền trương mà thay đổi chủ ý? chỉ sợ người này không những không hồ thẹn, còn tức giận Ngụy Huyền Trương không biết điều. Đang suy nghĩ, sau lưng có tiếng người vang lên. Hòa muội muội, sao ngươi lại ở đây? Hòa Yến nhìn lại, thấy Lâm Song Hạc và Yến Hạ từ bên ngoài tiến vào, cả hai đều là học sinh của Hiền Sương Quán, nghe việc này liền vội vàng đến ngay. Hoài Cần không đi cùng ngươi sao? Yến Hạ nhìn quanh hỏi. Hôm nay hắn đang phòng thủ, thao luyện binh ngoài thành Nam. Hỏa Yến thầm thở dài, thật không may nếu hôm nay tiêu giác ở đây có lẽ có thể ngăn cản ngụy huyền trương yến tướng quân hôm nay cũng không sao Hỏa yến nhìn yến hạ hỏi yến hạ khó thở nếu ta ở đây làm sao để xảy ra chuyện này vì văn tuyên đế băng hà nhiễm duyên tùy ý làm việc yến hạ trong lòng đầy bất mãn không muốn vào chiều, tìm cớ không có mặt dù sao nhiễm duyên vào chiều cũng chỉ là ngụy trang bây giờ chỉ là thừa dịp cơ hội bài trừ đối lập ai ngờ khi hắn vắng mặt lại xảy ra đại sự. Ta đi xem sư mẫu một chút. Lâm song hạc bước vào trong. Ngụy huyền trương tuy bảo thủ cổ hù, đối với nữ tử rất khắc nghiệt, nhưng trong phủ không nạp thiếp. Bao năm qua, ông cùng Ngụy phu nhân tương cứu trong hoạn nạn, giờ để lại Ngụy phu nhân một mình, đà kích đối với bà thật khó tưởng tượng. Các học sinh trẻ đều quỳ dạp trước giường lão giả, nơi Ngụy huyền trương nằm yên, vết máu đã được lau sạch. Quan bào của ông bị vào nhào nhúm, dính đầy vết bẩn và tàn huyết, nhưng dường như vẫn sạch sẽ hơn ai hết. Hỏa Yến nhìn, lòng đầy khổ sở đến cực điểm. Mặc dù lão tiên sinh này ở hiền xương quán, bảo thủ và nghiêm khắc, các thiếu niên thường vụng trộm gọi ông là lão ngoan cố. Nhưng cũng chính ông, khi các văn thần đều bo bo giữ mình, đã dũng cảm đứng ra như lời ông dạy. Đọc sách thánh hiền, làm việc trung nghĩa. Kết thúc chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Giọng lâm song hạc trầm xuống, khóe mắt đôi lông mày không còn nhẹ nhàng như xưa, chỉ nói. Ngụy tiên sinh thật cao cả, cao cả cũng không có tác dụng gì. Yến Hạ cười lạnh. Ngươi xem vị kia trong cung, có chút động tính nào không? Tin hay không, mấy ngày nữa, danh tiếng qua đi, người ô thác vẫn sẽ xuất hiện trên phố Sóc Kinh. Ta thật sự không hiểu. Lâm song hạc lầm bầm. Thái tử vì sao khăng khang như vậy, người như ta không hiểu chiều sự cũng có thể thấy, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, chẳng lẽ hắn không nhìn ra? Hắn không phải không nhìn ra. Hỏa Yến nói khẽ. Chỉ là có điều cầu thôi. Yến Hạ và Lâm Song Hạc cùng nhìn nàng. Lâm Song Hạc nhíu mày hỏi. Hòa muội muội, ý ngươi là gì? Yến Hạ không hỏi, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Hỏa Yến suy nghĩ, ra hiệu Yến Hạ đi tới một bên, Yến Hạ không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì mau nói, người thân phận ta khác thường, Rơi vào mắt người ngoài, truyền ra lời đồn thì sao? Hắn lại đối với phương diện này phá lệ giữ mình trong sạch, có lẽ là gia quy rất nghiêm. Nếu là ngày xưa, Hỏa Yến có lui rất nghiêm. Nếu là ngày xưa, Hỏa Yến, có... Yến có lẽ còn muốn chiêu gẹo một phen, nhưng hôm nay, nàng không có tâm trạng đùa với Yến Hạ, chỉ trầm giọng hỏi. Yến tướng quân, ngươi từng gặp tứ hoàng tử chưa? Yến Hạ giật mình, nhìn Hỏa Yến, ánh mắt dần thay đổi, một lát sau mới thấp giọng hỏi ngươi nghe ngóng chuyện này làm gì ngày mai là ngày nhập hoàng lăng hỏa yến nhìn hắn theo di chiếu của bệ hạ quý phi nương nương sẽ chết theo tư điện hạ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn thêm vào chuyện của ngụy tiên sinh hôm nay yến tướng quân nàng hỏi ngươi hiểu rõ chuyện này chứ yến hạ thần sắc thay đổi mấy lần từ phách lối không kiên nhẫn trước đó dần trở nên trầm tĩnh lạnh lùng hắn nói vũ an hầu dừng ở đây đừng hỏi nữa chương 255, bức thoái vị. Tiêu giác trở về tiêu phủ khi trời chạm vạng tối. Khi trời sắp tối, Hỏa Yến vừa bước đến cửa viện thì thấy tiêu giác, liền vội hỏi. Tiêu giác, ngươi biết ngụy tiên sinh. Tiêu giác đáp. Ta mới từ ngụy phủ trở về. Nói xong, hắn vào trong buồng. Sáng sớm hôm nay, hắn ra ngoài thành để luyện binh ở Nam Phủ, sau đó biết tin ngụy huyền trương liều chết can gián, hắn vội vàng chạy về. Trở về từ ngụy phủ, y phục trên người vẫn chưa kịp thay. Tối nay ta phải ra ngoài một lần. Hắn nói. Tim Hỏa Yến đập nhanh một chút, nhìn hắn. Tiêu giác. Hắn đến gần Hỏa Yến, hỏi. Khối hắc ngọc ta đưa trước đó vẫn còn không? Hỏa Yến ngừng lại một chút, tháo khối ngọc bội từ bên hông ra và nắm trong tay. Ta sẽ để lại một nhóm người ở quý phủ, nếu sáng sớm mai ta chưa trở về, người hãy mang khối ngọc này ra khỏi thành, tìm lương châu vệ trầm hãn. Tiêu giác hỏa yến không trả lời trực tiếp mà nắm lấy tay hắn vẻ mặt lo lắng ngươi có phải là phần còn lại của câu nàng không nói ra có những việc ngầm hiểu với nhau không cần nói cũng có thể hiểu tiêu giác nhìn nàng hắn biết hỏa yến mặc dù gan dạ nhưng những năm qua vẫn không làm điều gì khác người nhưng mà thời gian không còn nhiều sau một lúc lâu hắn nắm tay hỏa yến nhẹ nhàng nói hỏa yến im lặng một lúc lâu rồi gật đầu Ta hiểu rồi. Có một số việc nếu đã quyết làm, không cần lo trước lo sau, huống hồ, nhìn tình hình bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ngươi yên tâm đi. Nàng ngẩng đầu nhìn tiêu giác, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta sẽ ở đây bảo vệ tiêu gia, không ai có thể vượt qua ta. Nhưng tiêu giác, người phải nhớ kỹ, hiện tại đại tẩu đang mang thai, không chịu nổi kinh hái, nên sáng sớm ngày mai nàng nắm chặt tay tiêu giác ngươi nhất định phải trở về nếu ngươi không trở lại ta sẽ mang kiếm vào cung tìm ngươi tiêu giác khẽ giật mình giận dữ nói ngươi dám sao hỏa yến không hề dao động ngươi cứ xem ta có dám hay không ánh mắt của hỏa yến kiên định nàng từ trước đến nay luôn bướng bỉnh một khi đã quyết định thì không đổi ý sau một hồi rằng co tiêu giác cuối cùng cũng nhượng bộ nói ta đáp ứng ngươi hỏa yến mỉm cười một lời đã định. Bóng đêm bao trùm toàn bộ hoàng cung. Trong điện kim loan, thái tử nhiễm duyên từ từ bước tới. Tất cả cung nhân đều bị đuổi lui, chỉ trừ lại vài tâm phúc canh giữ cửa. Hắn chậm rãi bước lên bờ. Xê thang, đi thẳng đến cuối, dừng lại trước long ỉ. Long ỉ vàng sáng, lan can chạm khắc chân long rực rỡ. Hắn từ từ vuốt sâu rồng và vảy rồng, rõ ràng là lạnh buốt nhưng lại khiến máu toàn thân hắn sôi trào nóng bỏng nhiễm duyên quay người ngồi lên long ỉ. Hắn nhìn về phía dưới bậc thang, trước mắt dường như hiện ra hình ảnh bách quan khom lưng, quần thần quỳ lạy. Hắn là thiên tử, lẽ ra phải khiến thiên hạ thần phục, chỉ cần nghĩ đến điều này, nhiễm duyên đã cảm thấy tự hào, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Phụ hoàng, hắn thấp giọng lầm bẩm Nhi thần, cuối cùng đã ngồi lên vị trí này. Thiên hạ này, cuối cùng là của hắn. Từ lúc hắn ra đời, tất cả mọi người trong bóng tối đều nói với hắn rằng văn tuyên đế cuối cùng sẽ trao giang sơn cho hắn tương lai hắn sẽ trở thành thiên tử của đại ngụy vì vậy nhiễm duyên luôn tin như vậy nhưng không biết từ khi nào hắn phát hiện tình hình đã thay đổi xuất hiện một người thích hợp làm thiên tử hơn hắn đó là nhiễm sóc văn tuyên đế yêu quý mẹ con lan quý phi khiến hắn hoảng hốt việc chậm trễ không chịu truyền vị chiếu thư càng làm nhiễm duyên cảm thấy bị phản bội với nhiễm duyên một đế vương như văn tuyên đế, không quyết đoán, không biết chọn người, căn bản không xứng làm đế vương. Hắn ban đầu không định giết cha đoạt vị, nhưng chỉ có làm thế mới có thể khôi phục mọi thứ trở lại như cũ. Hắn chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình. Nhiễm duyên nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng không hề có chút vui mừng. Hắn hiểu rằng, trước đây sở dĩ có nhiều người theo hắn, phần lớn là nhờ từ kính phủ. Bây giờ từ kính phủ không còn, những kẻ theo đuôi kia nhiều kẻ cơ hội đã chuyển sang ủng hộ nhiễm sóc hòa như phi đã chết thậm chí từ đầu hắn chỉ là một kẻ giả mạo nếu tiêu hoài cần và nhiễm sóc hắn không thể chống lại binh mã của nhiễm sóc chỉ có thể nhờ đến người ô thác đó là lý do tại sao hắn kiên quyết đồng ý cầu hòa với người ô thác chấp nhận mở trợ trao đổi cho họ tại đại ngụy một điều kiện vô lý trước kia hắn sợ người ô thác tiết lộ khiến văn tuyên đế không hài lòng bây giờ vì đạt được thỏa thuận với người ô thác Họ phải trả giá lớn, giúp hắn diệt trừ nhiễm sóc và tiêu hoài cần, kẻ gai mất hắn. Nhiễm duyên cho rằng, không có gì quan trọng hơn thiên hạ này. Nghĩ đến ngày mai, khi hắn đăng cơ, mọi người trong thiên hạ sẽ quỷ bái, kính sợ hắn, nhiễm duyên không thể nhịn được mà cười lớn. Phụ hoàng thi thể còn chưa nhập hoàng lăng, điện hạ cũng chưa đăng cơ, sao lại ngồi lên long ỉ? Một giọng nói được một cắt ngang tiếng cười của hắn, chỉ sợ có chút không ổn à. Nhiễm Duyên đột ngột nhìn về phía trước, thấy ở cửa đại điện, hai tâm phúc đang giữ nhiễm sóc, không cho hắn vào. Nhiễm sóc yên tĩnh nhìn hắn. Để hắn vào đi. Nhiễm Duyên cười hung dữ. Ta tứ đệ. Tâm phúc buông tay, nhiễm sóc tiến vào. Nhiễm Duyên đứng dậy từ long ỉ, hăng hái nhìn hắn. Ngày mai là ngày Lan Quý Phi chết theo vua, tứ đệ hiếu thuận nhân từ, sao không tranh thủ thời gian cuối cùng nói chuyện với Lan Quý Phi, lại chạy đến đây hắn mỉm cười đầy ẩn ý. Chẳng lẽ, tứ đệ cũng muốn ngồi thử cái ghế này? Phụ hoàng lúc sống chưa bao giờ đề cập đến chuyện chết theo, điện hạ nói di chiếu, chưa chắc là thật. Nhiễm sóc không hề dao động. Sao lại không thật? Nhiễm duyên cười lạnh. Nói đến, phụ hoàng nhập hoàng lang, để lan quý phi chết theo, cũng là phúc khí của lan quý phi. Phụ hoàng luôn yêu sủng lan quý phi, sau khi qua đời cũng không tìm được ai chi tâm như vậy, mới mang theo cùng. Sao lại bị tứ đệ ngươi nói, giống như là cực kỳ oán trách di chiếu trong tay ngươi chứng minh thế nào rằng nó là giả thật hay giả điện hạ rõ ràng nhưng điều này cũng không quan trọng nhiễm sóc thở dài không sai thái tử vỗ tay thật hay giả không quan trọng tứ đệ cuối cùng ngươi nói được một câu hữu ích ta không chỉ muốn nói điều đó nhiễm sóc nhìn nhiễm duyên đứng trên cầu thang ánh mắt bình thản ta còn muốn nói điện hạ phạm tội giết cha đoạt vị mưu quyền xoán môi lời này vừa nói ra, toàn bộ điện trở nên yên tĩnh. Những người hầu ở cửa như lâm vào đại địch, nhìn chằm chằm nhiễm sóc, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không mang theo binh khí nào, trông như một thư sinh tay chói gà không chặt. Nhiễm duyên chăm chú nhìn hắn. Ngươi nói gì, ta nói. Nhiễm sóc nhìn thẳng vào mắt hắn, không chịu thua kém. Điện hạ ngươi, giết cha đoạt vị, mưu quyền xoán môi. Nhiễm duyên nhìn người trước mặt, nhiễm sóc luôn cẩn thận, trầm mặc ít nói không tham gia vào triều sự. Mặc dù ghét nhiễm sóc, nhưng trong lòng hắn cho rằng, nhiễm sóc không thể làm nên chuyện gì. Nhưng bây giờ, ánh mắt của người này không còn sợ hãi như trước, nhìn thẳng vào thời cơ, như ngọn lửa vô hình bùng cháy, mang theo sự uy nghiêm đặc trưng của hoàng thất. Cho cười, nhiễm duyên châm chọc nói. Bản cung là thách tử, thiên hạ vốn là của bản cung, tại sao bản cung phải giết cha đoạt vị, phí sức không có kết quả. Muốn nói mưu quyền xoán vị, hẳn là ngươi hắn lạnh lùng nói tứ đệ gần đây không phải hy vọng phụ hoàng phế trưởng lập ấu sao bây giờ kế hoạch thất bại liền muốn vu cáo bản cung điện hạ sao lại nhận thiên hạ là của ngươi nhiễm sóc đột nhiên cười khẽ kế hoạch thất bại sao nhiễm duyên cười cứng ngắc hỏi ngươi nói gì nhiễm sóc chỉ cười mà không nói hắn đột nhiên nhận ra điều gì cao giọng nói người đâu đến thật có người đến nhưng không phải ai khác, là binh mã khoác kim giáp từ bên ngoài tràn vào, người cầm đầu chính là Yến Hạ. Quy Đức Trung lang tướng. Nhiễm Duyên giật mình, ngay sau đó giận dữ nói. Ngươi điên rồi, ngươi có biết đây là tạo phản, đây là cấu kết hòa loạn. Nhiễm Duyên chưa từng tận lực chèn ép Yến Hạ, thứ nhất vì Yến Gia là tân quý, trong chiều đấu giữ mình, không như tiêu gia. Thứ hai, Nhiễm Duyên nghe nói Yến Hạ và Tiêu Hoài cần không hợp nhau, địch nhân của địch nhân là bạn. Nhiễm Duyên từng nghĩ mời Yến Hạ về sử dụng, nhưng Yến Hạ quanh năm không ở Sóc Kinh, Yến tra lại xào trá, miệng nhận lời hay nhưng không để hắn chiếm được lợi ích. Nhưng bây giờ, không ngờ Yến Hạ lại đầu phục Nhiễm Sóc. Nhiễm Duyên vừa sợ vừa giận. Ngươi dám làm vậy với bản cung, Yến Tướng Quân không phải cấu kết họa loạn. Nhiễm Sóc bình tĩnh nói. Chỉ là phụng mệnh đuổi bắt phản quốc tặc tử thôi. Nhiễm Sóc, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nhiễm Sóc cười nhạt, nói rốt cuộc có ngậm máu phun người hay không, điện hạ trong lòng rõ ràng. Lúc này, bên ngoài lại có người tiến đến, là ngũ hoàng tử nhiễm cắt bị thị vệ ôm vào. Vừa vào điện, nhiễm cắt liền chỉ nhiễm duyên hô to. Chính là thái tử ca ca. Ngày đó ta đang tập viết trong điện của phụ hoàng, thấy thái tử ca ca sách theo rổ tiến vào tầm điện của phụ hoàng. Sau đó thái tử ca ca đi rồi, hạ tổng quản vào, liền nói. Liền nói phụ hoàng băng hà. Không đợi nhiễm duyên mở miệng, nhiễm sóc nói. Lâm Thái Y trong cung phát hiện dấu vết rượu độc trên tấm thảm trong tầm điện của Phụ Hoàng, ngày đó chỉ có điện hạ mang canh xâm vào tầm điện của Phụ Hoàng. Nhiễm duyên cười lạnh. Phụ Hoàng không phải bị độc chết. Văn tuyên đế chết thế nào, hắn biết rõ hơn ai hết. Nếu nhiễm sóc nghĩ rằng có thể dùng điều này để buộc tội hắn, thì hoàn toàn sai lầm. Điện hạ, thật hay giả, điều này cũng không quan trọng. Nhiễm duyên sướng sờ, đây là câu trả lời mà nhiễm sóc đã nói về giả di chiếu, nhưng bây giờ dùng ở đây cũng không sai. Cho tới bây giờ, chân tướng là gì, không ai để ý. Trong tranh đấu hoàng thất, chỉ có kẻ thắng và kẻ thua. Người thắng là chân long thiên tử, kẻ thua là thất bại thảm hại. Nhiễm sóc, bản cung cảnh cáo ngươi, người của bản cung sẽ ngay lập tức đến đây, ngày mai chính là ngày nhập hoàng lăng, bản cung. Điện hà có lẽ không biết. Nhiễm sóc nhìn hắn, dường như mang theo lạnh lùng thương hại phong vân tướng quân đã đến bên ngoài thừa nhạc cung binh mã của điện hạ hắn chậm rãi nói toàn bộ đã đầu hàng không thể nào giọng nghiễm duyên đột nhiên trở nên sắc nhọn hắn nói không thể nào nhưng trong lòng bối rối và kinh hoàng dần hiện lên đã giờ này trong điện đều là nhân mã của yến hạ mang đến người khác chậm chạp không đến nếu bên ngoài là người của tiêu hoài cần những người ô tháp đó đáng ghét, những người ô tháp đó đến lúc này, vậy mà chẳng có tác dụng gì. Sở tử lan, một cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu nhiễm duyên, hắn chủ tính thế nào cũng bị đối phương đoán ra, sở tử lan tiết lộ bí mật. Kẻ vong ân phụ nghĩa đáng ghét đó. Nhiễm sóc, người đừng đắc ý. Nhiễm duyên đã kiệt sức, cắn răng nhìn người trước mắt, chậm rãi lùi về phía sau. Ngươi cho rằng thiên hạ sẽ tin lời ngươi, bản cung là thái tử, là người kế vị, lễ lên ngôi chỉ còn một bước, nếu ngươi hại bản cung lúc này, thiên hạ sẽ nói ngươi âm mưu. Dù ngươi có lên ngôi, cả đời cũng sẽ bị người chỉ trích, danh không chính ngôn bất thuận. Điện hạ lo lắng quá rồi. Nhiễm sắc không dao động trước lời nói của hắn, nhìn nhiễm duyên với ánh mắt như nhìn một vật buồn cười. Phụ hoàng đã lập chiếu thư chọn người kế vị mới. Ngươi nói dối. Nhiễm duyên mắt muốn nứt. Sao có thể, chiếu thư trong tay thần tử mà phụ hoàng tin tưởng, ngươi không thấy được, không có nghĩa là không biết. Nhiễm sóc như người, người sau lưng tiến lên, đưa cho hắn một bộ cung tên. Hắn vuốt cung tên, chậm rãi nói. Như vậy, Điện Hạ còn nghĩ thiên hạ sẽ bàn luận về ta, danh không chính môn bất thuận sao? Nhiễm duyên như muốn thổ huyết, lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra câu nói. Thật giả cũng không trọng yếu. Của nhiễm sóc từ đầu. Muốn ngăn chặn miệng mồm thiên hạ, chỉ cần xuất ra một chiếu thư truyền vị, thật hay giả ai quan tâm người trong thiên hạ cũng sẽ không từng cái đến phân biệt. Chỉ cần hôm nay người sống sót trên đại điện này là nghiễm sóc, sau này người khác nói thế nào cũng là do nghiễm sóc định đoạt. Hắn nhìn người tư đệ ít nói không tranh từ trước đến nay, chậm rãi cầm lấy cung tên, mũi tên hướng về hắn, nghiễm duyên vô ý thức trốn sau long y, giận dữ nói. Ngươi muốn làm gì, nghiễm sóc, ngươi dừng tay. Hắn chưa nói dứt lời. Đột ngột thổi tới gió lớn, đem bốn phía đèn đuốc thổi tắt, bất tỉnh trong ám điện, một đám sền sệt huyết dịch theo long ỉ chậm rái hướng xuống, đem trên lan can chân long dâu rồng đầu long, nhuộm hết sức rõ ràng. Trên kim loan điện đột ngột thổi tới gió lớn, thổi tắt đèn đuốc xung quanh, trong bóng tối, một dòng huyết dịch đặc quánh theo long ỉ chảy xuống, nhuộm rõ ràng dâu rồng và đầu rồng trên lan can chân long. Như im lặng thăm dò, lại như lạnh lùng chế diễu. Tin tức che giấu tất cả sắc ý, đây là một đêm rét lạnh. Ánh sáng mờ mờ, Hoa Yến nhìn qua cửa sổ thấy trời dần sáng, thần sắc dần nghiêm trọng. Từ đêm qua sau khi tiêu giác đi, nàng không chậm mắt. Bạch mộ vi có bầu, Hoa Yến cũng không dám nói cho nàng biết. Tiêu cảnh dù có chút nghi ngờ, nhưng bị gạt, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Hoa Yến một mình canh giữ, thỉnh thoảng vuốt ve khối hắc ngọc trong tay, thầm nghĩ nếu đến sáng mà tiêu giác còn chưa trở lại thì phải làm sao. Chỉ sợ ra khỏi thành đi tìm trầm hãn, cũng chưa chắc đã an toàn đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng động, Hỏa Yến bỗng đứng dậy, lao ra cửa, thấy Tiêu Giác từ ngoài bước vào. Hắn mặc áo giáp còn mang theo vết máu, Hỏa Yến hỏi: "Ngươi bị thương sao?" Lúc này, Thanh Mai còn chưa dậy, Tiêu Giác nhíu mày hỏi: "Ngươi cả đêm không ngủ, ngủ cũng không ngủ được." Hỏa Yến nhìn hắn, thấy hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn khá tốt. Hỏa Yến hỏi: "Vết máu này không phải của ta?" Tiêu Giác dừng lại, vào nhà rồi nói: hai người vào phòng hỏa yến đóng cửa lại liền hỏi đêm qua trong cung thái tử đã chết rồi tiêu giác nhìn nàng đây là điều đã dự liệu thực tế từ ngày nhìn thấy yến hạ tại ngụy gia hỏa yến đã có dự cảm yến hạ không trả lời trực tiếp nhưng nhiều khi im lặng cũng là một loại đáp án hỏa yến giúp hắn treo ẩm thu lên tường tiêu giác cởi khôi giáp, ngồi xuống trước bàn hỏa yến rót chén trà nóng đẩy đến bên cạnh hắn tiêu giác đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu giác nhìn nàng, sau một lúc lâu, biết nếu không nói, hôm nay cũng không thể ra khỏi cửa, liền thở dài, kể lại chuyện đêm qua. Hỏa Yến nghe đến mê mẩn. Chuyện xảy ra đêm qua trong điện Kim Loan, tiêu giác cũng chỉ biết một chút sau đó, lúc ấy hắn dẫn một nửa binh Nam Phủ đến thừa nhạc cung giao chiến với người của Thái Tử. Yến Hạ dẫn người vào trong, khi ra ngoài, chỉ biết rằng nhiễm duyên bị nhiễm sóc tự tay bắn chết. Ngươi, cố ý không vào trong điện kim loan sao? Hỏa Yến trần chờ một chút, rồi hỏi. Tiêu gia cúi đầu, cười nhẹ, nói. Tiêu gia và Yến gia khác biệt, Yến gia là tân quý, còn phụ thuộc hoàng thất, ta có binh quyền quá lớn, nếu thấy tận mắt tứ hoàng tử B. Hắn giết huynh đệ, dù hiện tại không có chuyện gì, nhưng lâu dài, khó tránh khỏi tứ hoàng tử sẽ khó chịu. Ta không muốn để lại một cây gai trong lòng tứ hoàng tử. Thiên uy khó dò, không thấy nhiễm duyên, Ngày sau tứ hoàng tử chính là cửu ngũ chi tôn. Dù hiện tại hắn không có gì, nhưng một khi ngồi lên vị trí đó, hoặc là thân bất do kỳ, hoặc là vì tình thế thay đổi, chẳng bằng từ đầu đã độc tuyệt khả năng xảy ra. Vậy, để Yến Hà đi cũng là lựa chọn tốt. Yến Gia không có binh quyền lớn, lại là tân quý, không quá căn cơ, tứ hoàng tử không phải e ngại. Hòa Yến nói, Ta chỉ không nghĩ Yến Hà cũng sẽ theo tứ hoàng tử. Yến Gia trung lập nhiều năm xào trái như hồ, nhưng cuối cùng lại đâm nghiễm duyên một đòn. Chỉ sợ nghiễm duyên cũng không ngờ tới. Da không còn lông, sao mà che được? Tiêu giác nâng chén trà lên, cúi đầu uống một hớp, rồi nói. Đến lúc nhất định phải chọn, dù không muốn, cũng phải làm. Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, ngươi bình an vô sự là tốt, nhưng mà... Nàng nhìn tiêu giác, thấp giọng hỏi. Bệ hạ thực sự đã sớm lập chiếu thư truyền vì sao? ngũ hoàng tử thực sự tận mắt thấy thái tử đầu độc những việc này từng cọc từng cọc quá mức trùng hợp khiến nhiễm sóc đăng cơ trở thành điều không ai dị nghị thuận lý thành trương thật hay giả cũng không quan trọng tiêu giáp nói thái tử đã chết tất cả đều đã kết thúc phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn